Chí Thuận xin gửi lời chào đến tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi buổi livestream chia sẻ ngày hôm nay với chủ đề phụ nữ với Tết cổ truyền. Và cùng xuất hiện với Thuận trong ngày hôm nay đó chính là CEO Thanh Mai, CEO của BB Beauty và BB Thanh Mai. Hôm nay Thuận rất là vui khi mà có một cái buổi giao lưu trò chuyện gần gũi với chị ạ. Cảm ơn Thuận rất là nhiều. Và xin chào quý vị. Thực ra ngày hôm nay thì mọi người trên hết buổi sắp Tết mọi người bận rộn lắm, ra chị em mình quẩn quẩn cái đi thì ngồi đi trò chuyện vậy. Nhưng mà thực sự ra mà nói thì dù cho chúng ta có bận rộn cách mấy, chúng ta cũng sẽ có những lúc khoảng lặng để chúng ta sẽ cùng thư giãn, cũng như là chúng ta sẽ cần có những cái thời gian để chúng ta hoạch định. Bởi vì giống như cái chủ đề mà Thuận vừa mới chia sẻ là Tết với chị em phụ nữ, thực ra thì Tết thì thấy cũng háo hức đó, nhưng mà rồi cũng bao nhiêu thứ bộn bề. Đối với Thuận thì Thuận thấy sao? Thuận thì chắc là thế hệ trẻ rồi, nhỏ hơn Mai, là thành ra Thuận chắc là vẫn còn thích những cái Tết hơn là so với những cái người mà ở những cái lứa tuổi như của Mai, thì thấy bao nhiêu thứ trách nhiệm thì mình Tết thì mình cũng thích nhưng mà cũng ngán. Thực sự là mỗi khi mà Tết đến xuân về, Thuận nghĩ là mỗi người sẽ có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, sẽ có rất là nhiều người nôn nao để mong chờ một cái Tết để mà quây quần với những người thân cho gia đình của mình, rồi cũng để có những người họ cảm thấy khá là áp lực. Bởi vì là với những ngày Tết như vậy, nhất là chị em phụ nữ á, phải là trang hoàng rất là nhiều việc trong gia đình của mình. Rồi chưa kể là mình với vai trò là phụ nữ trong gia đình nè, rồi người nội trợ nữa, thì rất là nhiều lĩnh vực khác nhau thì cũng khá là áp lực. Không biết với chị Mai thì Mai có thật ra áp lực không? Mai cũng có áp lực, nhưng bây giờ thôi chắc là Mai hỏi cả nhà một chút xíu nha. Đương nhiên là mình thì cũng có những cái áp lực của bản thân mình. Ví dụ như như Mai thì Mai không có bị vấn đề lo lắng là về tài chính. Tại vì thực ra ở cái tuổi của mình thì cũng đã tích lũy được một phần nào đó, nhưng mà mình lại có nỗi lo khác, chẳng hạn như nỗi lo cho cả một cái tập thể của mình, các thứ thì nó cũng không bị tồn đọng. Nhưng mà có thể là rất là nhiều chị em phụ nữ ở đây chúng ta lại cũng có những nỗi lo khác, thì cả nhà cùng chia sẻ với Mai để Mai cùng như là Thuận cùng có thể trò chuyện với cả nhà mình nhé. Để Mai xem có cái comment chào Hạnh Na Sát này, chào Mỹ Hồng này, chào Khoa Bùi Tô nha. Và nếu như cả nhà mình mà có những cái câu hỏi nào đó mà thắc mắc, hoặc là chúng ta cũng có những cái chia sẻ về Tết rất là áp lực, thì cả nhà cũng đừng ngại mà comment cho Mai biết với nha. Và Mai với Thuận sẽ cùng trò chuyện với cả nhà. Và rất là mong chờ những cái tin nhắn tương tác của tất cả các anh chị đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Thực sự là với cái chủ đề này Thuận rất là háo hức. Cả nhà biết vì sao không ạ? Bởi vì Thuận cũng rất là ngưỡng mộ chị Thanh Mai, hay là theo dõi kênh của chị nè. Rồi chị không chỉ là một từng là một diễn viên, một MC được nhiều người yêu mến, mà khi mà em cũng hay coi TikTok của chị Mai lắm. Những cái video clip chia sẻ về phong cách sống nè, chia sẻ về công việc hàng ngày của chị là những cái video clip truyền cảm hứng, truyền động lực rất nhiều đó. Và em không biết là động lực từ đâu mà chị Mai có thể là vừa bận rộn trong việc kinh doanh nè ha, người phụ nữ của gia đình mà lại còn có thời gian để mà thực hiện những video clip truyền cảm hứng như vậy. Thực sự ra mà nói, đầu tiên thì Mai, vì Mai điều hành một cái thẩm mỹ viện, thì đương nhiên cái trách nhiệm của mình cũng vẫn phải là làm sao để tạo dựng được cái những nội dung về về quảng cáo, về marketing. Nhưng mà thực ra quảng cáo thì có nhiều cách lắm. Có thể mình quảng cáo để tôn vinh cái sản phẩm của mình, dịch vụ của mình, nhưng mà Mai nghĩ đằng nào mình cũng làm thì thôi, tại sao mình không làm những cái clip mà chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái quan điểm, một cái lối sống tích cực để cho mọi người có thể là từ đó mọi người có tìm thấy một cái động lực. Bởi vì thực ra thời buổi nào thì Mai thấy cũng có những cái khó khăn nhất định hết á. Ví dụ như thời buổi của Mai đi, thì cái khó khăn là gì? Bởi vì xung quanh ai cũng nghèo hết. Mai nhớ từ những năm 98 Mai mở công ty thời điểm đó ra, thì thực sự ra mà nói không có nhiều đối thủ cạnh tranh, không có nhiều cái đơn vị khác để cùng làm trong cái ngành nghề của mình, nhưng mà mọi người cũng không có tiền đi mua dịch vụ đó. Thì mỗi cái nó có những cái khó khăn riêng. Còn giả sử như thời bây giờ thì có thể là mọi người có điều kiện kinh tế hơn, nhưng mà mọi người cũng sẽ bị phân tán nhiều bởi rất là nhiều những cái yêu thích riêng. Ví dụ như ngay cả trong truyền hình của mình ngày xưa thì mình, mọi người chỉ tập trung vào truyền hình, nhưng mà ngày hôm nay thì mọi người sẽ còn nào là TikTok, nào là các trang mạng Facebook, rồi Instagram, rồi YouTube, rồi còn các cái lễ hội. Nói chung là ngày hôm nay bị phân tán rất là nhiều. Thì quay trở lại cái câu chuyện là mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái thời điểm thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định mà chúng ta cần phải vượt qua. Còn đối với Thuận thì sao? Nếu mà giả sử như đối với cánh mày râu mà những cái dịp Tết á, thì thường Thuận sẽ chuẩn bị những gì?
Thực sự thì với cánh mày râu, đây là cái quan điểm của Thuận và cái câu chuyện từ chính mình ha. Thì Thuận thấy là những cái dịp Tết đó, đối với Thuận nó khá là nhẹ nhàng. Tại vì căn bản là có mẹ, thì mình cũng ở gần mẹ đó. Cho nên là hầu như là mọi thứ là mẹ sẽ gọi là quán xuyến hết. Từ cái chuyện mà đi chợ Tết nè, rồi trang hoàng nhà cửa nè. Đó, cho nên là Thuận cũng cảm thấy rất là thoải mái để mà tận hưởng những ngày Tết. Rồi dịp Tết thì là gần Tết thì mình gặp gỡ bạn bè, những người thân của mình. Cuối năm thì nó cũng khá là bận rộn. Đặc biệt là những chương trình thì công việc của Thuận là MC nữa. Cho nên là mình cũng khá là bận rộn trong những thực ngày Tết. Thực ra là Thuận biết sao? Đôi khi mình mới thấy được rằng là như Thuận bận rộn thì Thuận lại có mẹ. Hoặc là như bản thân những trong gia đình thì chúng ta nhiều cái mày râu lại có bà xã hay là có người phụ nữ. Thì thực sự ra mà nói Tết, hình ảnh Tết luôn gắn liền với người phụ nữ rất là nhiều. Nào là phải đảm đang từ trước Tết là đã phải chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, rồi sạch sẽ gọn gàng, rồi 23 là cúng ông táo về trời. Rồi sau đó là chắc các ngày Tết là cũng phải cúng. Rồi đồng thời nữa là chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái quà cáp nội ngoại hai bên. Nên thực ra phụ nữ Mai biết là có rất nhiều cái áp lực. Mai có đọc một cái thống kê ở bên Hàn Quốc chẳng hạn, là đến những cái dịp mà lễ hội như vậy thì cái tỷ lệ người phụ nữ ở Hàn Quốc bị viêm bàng quang nó rất là cao, là bởi vì có cái áp lực nó dẫn đến trường hợp là người ta có những cái vấn đề như vậy. Thành thử ra mà nói thì Mai tin rằng có thể là ở Việt Nam đâu đó chúng ta cũng có những cái áp lực như vậy, nhưng mà có thể chúng ta Mai chưa được đọc những cái thống kê cụ thể. Nhưng mà hầu như Mai tin rằng, vì trước khi làm cái chủ đề này thì Mai cũng lên mạng để xem các chị em phụ nữ cũng có những cái quan điểm như thế nào, thì thấy là có người thì rất là thích Tết, nhưng mà rất là nhiều chị em phụ nữ bảo từ khi mà lấy chồng tới bây giờ là sợ Tết, là bởi vì Tết là nào là phải, trước đây thì còn được mẹ phụ giúp, còn bây giờ mà qua đến nhà chồng thì tự nhiên mình trở thành một cái người gánh vác, vì con dâu trưởng mà lo lắng, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước, rồi trước đó là phải chuẩn bị mà nào là tắc rồi tắc mất nè, rồi sau đó là bánh chưng tết, rồi cuối năm, rồi dọn dẹp hộp dịch, rồi đủ thứ món. Thật đó là cuối cùng là quá áp lực đi. Mai cũng muốn lắng nghe thêm những cái quan điểm của cả nhà chúng ta. Em cũng mời chị Mai uống một ít nước sinh tố. Mình đẹp từ bên ngoài, mình cũng có đẹp từ bên trong luôn. Vậy thôi, chị mời là em ăn trái cây. Thực ra mà nói á, không biết là đối với lại các chị em phụ nữ chúng ta, trong cái chuyện mà lo lắng nhà cửa thì những cái vấn đề về kinh tế thì sẽ là như thế nào? Vì trong gia đình Mai thấy là cũng có người thì là nắm giữ tài chính, có những người thì là do ông chồng, hoặc là cũng có thể là hai bên. Thì không biết là các chị em phụ nữ mình có cái quan điểm như thế nào để cái dịp Tết này chúng ta tránh cái chuyện mà xung khắc, bởi vì có thể là mình thì thích là mua sắm thêm những cái chúng ta có tiền thưởng tháng 13 mà có thể sắm cái tủ lạnh hay sắm những cái vật dụng như là máy hấp vân vân, máy gọi là máy nướng bánh. Nhưng mà cánh mày râu thì lại có những cái quan tâm khác, thì có bao giờ có những cái mâu thuẫn như vậy không hả Thuận ha? Thuận nghĩ là chắc là cũng sẽ có những cái sự mâu thuẫn như vậy trong gia đình, bởi vì quan điểm của mỗi người là mỗi khác nhau mà. Từ khi nào mà cả hai bên cùng có một cái tiếng nói chung với nhau. Khi mà nói tới cái điều này, tự nhiên em chợt nhớ đến một cái em từng đọc một cái chia sẻ của chị Thu ở ở Nha Trang. Chị có viết một cái chia sẻ là lúc mà hồi còn nhỏ đó thì chỉ mong là Tết đến để mà mặc đồ đẹp nè, ăn những món ăn ngon, rồi đi chúc Tết ông bà, nhận lì xì rất là vui. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi, lấy chồng rồi, về kinh tế các thứ, thì chị lại mong là Tết chỉ diễn ra là một hai ngày, thậm chí là không có Tết cũng được nữa. Để mà đỡ phải lo toan nhiều thứ. Đúng thì không rồi. Biết với cái điều này thì cái quan điểm của chị Thanh Mai, khi mà nghe cái chia sẻ như vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Nghĩa là không mong muốn Tết tí nào phải không? Kiểu vậy đó, là áp lực kinh tế các thứ chị. Thực sự ra mà nói thì có nhiều cái ý kiến cho rằng là có thể gộp Tết lại lâu lâu một với lại Tết Tây, hay là chúng ta sẽ đơn giản Tết lại. Thì nhưng mà theo quan điểm của Mai là như vậy nè, có những cái văn hóa, có những cái truyền thống nếu chúng ta giữ gìn thì cũng rất là tốt. Tại sao Việt Nam hôm bữa Mai vừa đọc là có tới 8.000 cái lễ hội khác nhau, mọi người bảo trời ơi, một năm mới tới hơn 8.000 lễ hội. Nhưng đây là những cái lễ hội này để vì nó có nhiều cái hình thức khác nhau, có những cái lễ hội mang tính tâm linh, có lễ hội thì mang cái tính là giống như là những cái dân gian, trò chơi dân gian, hay là những cái tín ngưỡng dân gian, hay là có những cái lễ hội mà về vùng miền, hoặc là lễ hội về ngành nghề chẳng hạn. Thì thực ra những cái lễ hội như vậy ở
Việt Nam mình nói chung và cả những cái tỉnh thành nhỏ nói riêng thì nó cũng giúp cho những cái vấn đề kinh tế phát triển, nó giúp cho văn hóa, nó giúp cho vấn đề du lịch nữa. Giống như bản thân Mai đó, có lúc mà Mai đi qua nước ngoài, tự nhiên đến đúng vào một cái điểm mà gọi là nó có cái lễ hội caravan thì mình cũng rất là thích, là bởi vì tự nhiên mình đến một cái đất nước đó mà mình lại có thêm những cái gọi là những cái đặc sắc, cái màu sắc khác biệt, rồi có những cái lễ hội mà họ lại quảng bá, họ chia sẻ những cái phát triển của họ như ở Cannes, máy bay bay rợp bầu trời, máy bay nhỏ bay, xong rồi sau đó để lại những cái làn khói theo những cái màu sắc, theo những cái mẫu, mình nhìn mình wow, mình rất là thích. Rồi hoặc là nhiều khi họ buổi tối họ lại bắn pháo bông như bình thường, hoặc là có những cái lễ hội mới đến nhỏ ở cái vùng làng thôi, thì người dân họ nhảy và họ hoặc là ở Đức thì có những lễ hội gọi là October là tháng 10 là hội bia, là họ sẽ uống bia rồi họ sẽ cùng nhảy nhót với nhau. Tự nhiên mình thấy mình thú vị và mình sẽ nhớ hoài những cái đặc sắc đó. Thì theo Mai nghĩ là cái lễ hội ở Việt Nam nó cũng có cái giá trị của nó. Nó làm cho thúc đẩy cái văn hóa, cái du lịch, đặc biệt là cái du lịch trong những năm gần đây nhà nước cũng đều mong muốn là chiếm 10% GDP của Việt Nam mình. Nghĩa là cái du lịch cũng phải phát triển đến 5 tỷ đô chẳng hạn. Trước mắt là nghĩa là chiếm một cái mức độ tỷ trọng nó cũng khá lớn so với những cái ngành nghề khác. Mà muốn như vậy thì chúng ta sẽ phải có những cái vấn đề về hoạch định, về sạch sẽ môi trường, về cái sự phục vụ du khách cho tốt, đồng thời là có những cái lễ hội mang tính văn hóa thì nó cũng sẽ có những cái thú vị cho thúc đẩy cho ngành du lịch. Còn quay trở lại với Tết của mình thì bản thân Mai cũng vẫn nghĩ rằng Tết nó cũng có những cái giá trị nhất định để nó giúp cho chúng ta có một cái khoảng lặng, để chúng ta sau một năm làm việc vất vả thì chúng ta có một thời gian bên người thân của mình, có thời gian để chúng ta có thể dành cho cha mẹ, ông bà mình, hoặc là chúng ta, nghĩa là một năm chúng ta sau một năm vất vả thì chúng ta có dịp sum họp. Nhưng quan trọng là trong cá nhân của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng cái thời gian khoảng lặng đó và chúng ta cũng tổ chức Tết ra sao. Nếu chúng ta tổ chức hoành tráng, chúng ta tự trong gia đình chúng ta làm một cách gọi là quá mức thì chúng ta sẽ cảm thấy là áp lực và quá mệt. Còn nếu chúng ta cảm thấy là mùng 2 Tết là các siêu thị cũng đã mở cửa rồi, chứ không phải như ngày xưa là ông bà, ngày xưa là chúng ta sống cuộc sống cũng tương đối là không có được đầy đủ về trước đây. Về đừng quên là chị em mình chúng ta được sinh vào cái thời sau chiến tranh năm 75, có nghĩa là chúng ta cũng mới được hòa bình, mới được ổn định cũng mấy chục năm gần đây thôi. Còn trước đó thì chúng ta vất vả, do đó là một năm để có bánh chưng, để có thịt heo để ăn, để có quần áo mới để súng xính thì không phải là dễ. Nhưng bây giờ thực ra chúng ta ăn canh quanh năm, bánh chưng thì chúng ta ăn mỗi sáng, rồi quần áo thì chúng ta có thể mua sắm hàng năm, đúng không? Hoặc là mỗi tháng hay 2-3 tháng chúng ta mua sắm một. Thành ra nó cũng không còn là một cái đặt nặng, một cái áp lực mà Tết chúng ta phải chi bao nhiêu đó tiền để mua sắm toàn bộ những cái mới. Thì quan trọng là cái cách thức chúng ta hành xử và chúng ta trải nghiệm như thế nào với cuộc sống của mình. Chứ còn Mai nghĩ là chúng ta vẫn có thể duy trì những cái lễ hội hay là những cái Tết như vậy để nó có một cái đặc điểm riêng. Nhưng mà chỉ có điều mà Mai thấy là hình như cũng có bớt rồi. Chẳng hạn như là Mai đi trên đường thì Mai thấy mọi năm là có vẻ giờ này sẽ hoành tráng hơn. Nhưng bây giờ Mai thấy là cũng mọi người cũng bớt hối hả hơn, cũng đơn giản bớt hơn. Không biết là Thuận có thấy như vậy không? Đúng rồi, em thấy đặc biệt là trong năm nay mọi thứ là tối giản hơn rất là nhiều. Mà đúng là khi cái góc nhìn và cái quan điểm của chị về cái lễ hội văn hóa đặc trưng của từng vùng miền là cái bản sắc riêng chúng ta cần phải lưu giữ nó, đúng không? Nhưng mà chúng ta xã hội hiện đại có những sự thay đổi thì mình phải tận hưởng theo một cái cách nó khác biệt. Quan trọng là mình tự sắp xếp làm sao cho nó hay, đúng không ạ? Thực ra là khi mà nói về cái chủ đề phụ nữ với Tết cổ truyền ngày hôm nay, thực sự là Thuận cũng cảm thấy hơi bị áp lực khi mà vào chủ đề này. Rồi mình đặt cái cương vị là một người đàn ông như thế nào trong cái câu chuyện này đây, thì thực ra Thuận cũng đã tìm hiểu rất là nhiều trước khi bắt đầu cái buổi trò chuyện hôm nay với chị Thanh Mai. Thì Thuận cũng tìm hiểu ở trên các trang báo và mạng xã hội để xem là cảm nhận của các chị em về Tết cổ truyền như thế nào. Và Thuận vô tình đọc được một cái bài viết của một em nhỏ ở lứa tuổi là tiểu học thôi. Thì em ấy có một cái bài viết mà nhận được sự chia sẻ của rất là nhiều người. Thì Thuận cũng xin bằng phép là mình cầm giấy, mình đọc cho nó đúng cái đoạn văn đó của bé viết luôn ha. Đó là trong một cái bài văn với chủ đề là phát biểu cảm nghĩ của em về ngày Tết. Thì bé học sinh lớp 5 đó viết là chắc hẳn ai cũng thích Tết. Từ hồi nhỏ tới giờ em toàn nghe nói Tết vui, nhưng mà đó là ở đâu chứ không phải là ở nhà em. Thì vì mỗi lần Tết là em cảm thấy mệt mỏi,
mẹ em cũng mệt mỏi, cả nhà em cũng mệt mỏi. Khi mà cái đoạn văn này được báo chia sẻ đó thì nhận được rất là nhiều cái lượng em chia sẻ. Em nó còn bao nhiêu tuổi nhỉ? Học lớp 5. Lớp 5 thì thường là thích Tết chứ nhỉ? Yeah. Chị đó. Ngạc nhiên ha, Thuận ha. Đúng rồi, khi mà chị nghe được, cái con được này nhận được lì xì nè. Chị còn nhớ cái hay là bây giờ có thể là mình cũng không còn là những bé trẻ thơ của những bé 5 tuổi và của thế hệ này, thời đại này, nên khi mình không hiểu. Chứ còn nếu như bản thân Mai thì mới nhớ là ngày nhỏ mình mê Tết lắm. Quá mê luôn, bởi vì thứ nhất là Tết là không phải đi học rồi nè, mà trẻ con thì đương nhiên là thích được nghỉ xả hơi rồi. Rồi Tết là được gì, được mặc quần áo mới nè, rồi được ăn bánh chưng nè, rồi được ăn mứt nè, được ăn bánh kẹo ngọt thả ga này, rồi chưa kể là được đi chơi, rồi ba mẹ có làm gì sai ba mẹ cũng không mắng, là bởi vì trong những ngày Tết là kiêng cự kỵ những cái điều mà vui thôi chứ kiêng cự mà trách mắng nhau. Nên cũng có thể là thế hệ này các bạn đã trưởng thành và lớn hơn, như hồi nãy Mai cũng nói với Thuận á. Đôi khi á, thế hệ ngày hôm nay, nhiều khi như Mai, năm nay là Mai 50 tuổi, Mai ngồi nói chuyện với con Mai 20 tuổi, mà suy nghĩ của mình và của con mình hầu như bằng nhau. Vì mình có thể hiểu được rằng là tại sao các bé bây giờ, cái suy nghĩ của bé phát triển lớn hơn là mình rất là nhiều. Nhưng mà Mai thấy là ở hiện giờ thì đúng là mạng xã hội nó cũng làm cho các bé trong những cái dịp Tết quây quần nó cũng có sự khác biệt. Thuận có thấy ví dụ như ngày xưa mình mà các bé mà gặp gỡ nhau là bắt đầu chơi, nào là chơi trò, chơi u, chơi gì đó, hoặc là có thể là cùng nhau chạy nhảy, rồi bịt mắt bắt dê, nói chung là rất là nhiều trò chơi của các bé. Nhưng bây giờ thực ra là mỗi bé ngồi góc, mỗi bé cầm cái điện thoại. Nghĩa là tuy là gặp nhau vậy đó nhưng mà lại không có cái sự tương tác thực tế thì nó cũng có, nhưng mà các bé bù lại các bé lại có rất là nhiều bạn ở trên mạng xã hội, mà cái số lượng của nó lại lên tới con số hàng trăm cơ, chứ không phải là ít đâu, hoặc là còn cao hơn nữa. Hoặc là những fan mà follow các bé hoặc là tương tác qua lại, thì để mình thấy được rằng ngày hôm nay á, nó cũng rất là khác biệt nhiều so với lại thế hệ của Mai. Để mình xem, Mai thấy rất là nhiều các câu hỏi của mọi người, đọc dùm chị với. Hay em đọc dùm chị với. Các anh chị đang theo dõi livestream ngày hôm nay thì cứ chia sẻ những cái điều mà mọi người cảm nhận về Tết. Và Tụi biết là hôm nay là ngày 23 Tết, là ngày đưa ông Táo về trời. Tụi nghĩ là mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị để mà bày mâm cúng nè, rồi trang hoàng nhà cửa của mình nữa. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã chọn là theo dõi cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chị Thanh Mai về cái chủ đề phụ nữ và Tết cổ truyền. Và hy vọng nhận được bình luận của mọi người. Dạ, thì em ở ngoài thì em có đọc được một cái bình luận thì em cũng muốn là góp một cái câu chuyện của mình. Đó là một số khán giả thì họ có inbox cho chương trình và nói là có phải là Tết phụ nữ trở nên vất vả hơn, mệt mỏi hơn, đó là do cánh đàn ông đôi khi cũng hơi vô tâm. Thì cũng mong là sự chia sẻ của chị Mai, góc nhìn của chị Mai như thế nào ạ? Thì đúng là thực ra thì nào giờ, chắc là thế hệ của Mai hoặc thế hệ trước đó thì thường là mọi người hay nghĩ rằng là đàn ông là làm những chuyện to tát, làm chuyện lớn thôi. Còn những cái chuyện vặt vãnh trong gia đình thì thường là phụ nữ gánh vác. Thì đúng là ngày xưa thế hệ trước đây á, thì cánh mày râu á, là phải trước đó nữa đi, ông bà mình là phải đi ra chiến trường. Đúng không? Nghĩa là những cái khó khăn nhất, những cái vất vả nhất thì cánh mày râu xông pha. Và nguy hiểm đến và họ có luôn luôn làm theo những cái lý tưởng. Thành thử ra là luôn họ vẫn nghĩ rằng là đàn ông như là cây tùng, cây bách để mà có thể lo những cái chuyện to tát, và họ cũng sẵn sàng mà họ xông pha, hy sinh kể cả cuộc sống của mình. Rồi sau đó như thế hệ của Mai thì vẫn tiếp tục là xây dựng đất nước, thì có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta phải làm lại từ đầu. Do đó cái vai trò của người đàn ông ở ngoài xã hội cũng rất là quan trọng, quá quan trọng đi, và họ sẽ không còn có một chút thời gian nào để lo cho những cái việc ở trong nhà. Và phụ nữ trước đây cũng vậy á, thường là chúng ta cũng không có cơ hội được học hành nhiều, cho nên là chúng ta cũng an phận cho cái việc mà chăm chút gia đình, rồi và theo như truyền thống từ bà dạy cho mẹ, mẹ dạy cho con, thì thông ra là chúng ta luôn luôn là theo một cái lối như vậy. Nhưng mà thế hệ ngày hôm nay thì khác, mình thấy rõ ràng là phụ nữ hay nam giới đều đi làm ở một cái vị trí cương vị như nhau hết, đều được đi đến trường, đều cái tỷ lệ đi học đại học hay là học cao hơn nữa, phụ nữ và nam giới đều có một cái gọi là cho cái sự bình đẳng giống nhau. Như nhau, ví dụ phụ nữ vẫn làm
kinh tế của gia đình đó. Chứ không chỉ riêng là đàn ông đó. Giống như bản thân Mai đây, Mai cũng là một người kinh doanh nho nhỏ thôi, nhưng mà cũng có 100 con người mình để cùng một ekip cùng thực hiện với nhau, và mình lại phải chịu trách nhiệm cho cái doanh nghiệp của mình. Thì thấy được rằng là ngày hôm nay phụ nữ dù cho làm việc lớn hay việc nhỏ thì họ vẫn còn những cái đảm đương bên ngoài xã hội, chứ không chỉ là việc nhà nữa. Thành nhưng mà cái suy nghĩ ngày xưa là nam giới để hết cái vai trò gia đình cho phụ nữ thì cũng có. Nhưng mà ngày hôm nay thì Mai nghĩ chắc là bớt đi rất là nhiều. Bởi vì các bạn cũng quen được ảnh hưởng bởi phim ảnh này, hay là thấy ở nước ngoài là thường là cái mề râu, cái chuyện mà họ đi vào bếp, hay là những người bạn của mình, của Mai ở nước ngoài, Việt Kiều, họ vì họ được sống một cái môi trường như vậy, và phụ nữ họ cũng đi làm, và họ cũng đi làm để ai cũng bận tám tiếng như nhau, do đó khi về nhà thì cùng san sẻ công việc với nhau, cùng có những, như anh Tuấn Ngọc anh cũng chia sẻ là tôi cũng đi đổ rác và tôi cũng đi quét nhà. Dù cho là một ca sĩ hay là một nam giới thì mọi người cũng đều bình đẳng, đều làm việc như nhau hết với công việc của gia đình. Thì Mai nghĩ rằng là cái lớp rất trẻ ngày hôm nay thì mọi người cũng đã biết san sẻ nhiều hơn, và chưa kể là các chị em ngày phụ nữ ngày hôm nay cũng rất là khôn, ở cùng rỉ tai nhau mà không có, nếu mà giả sử như vậy thì cho các bé thà là chưa lấy chồng, hoặc là thậm chí là chúng ta single mom nếu như chúng ta không tìm được một nửa thích hợp của mình, chứ không phải như ngày xưa mà gọi là dù cho có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng cố gắng, bởi vì theo một cái trào lưu, theo như ông bà mình thì ai cũng phải có gia đình rồi chồng con, dù cho là không có hòa hợp đi nữa thì cũng vẫn phải cố gắng. Đó, cho nên là Thuận thấy là khi mà nói là cánh mày đây là Tết là dịp để cánh đàn ông là vô tâm thì tụi thấy cái câu đó nó thấy thiệt thòi cho cánh đàn ông quá. Đúng rồi. Thực sự quá thiệt thòi, không phải ai cũng như vậy. Thực ra là đi từ cái câu chuyện gia đình Thuận đi ha, tụi thấy là hình như là mẹ của mình á, mỗi khi mà Tết đến chính mẹ là cái người mà xông xáo nhất. Mẹ cũng là người mà hầu như là tức bực, và hình như là mẹ Thuận cảm thấy là mẹ mình thích cái điều đó. Đôi khi Thuận nói là thôi, mình cứ tinh giản lại thôi, mẹ nấu ít món hơn thôi, mình cân chỉnh vừa phải, hoặc có thể đi mua được mà. Không cần phải là tự tạo áp lực quá, rồi mình lại mệt, rồi mình lại than phiền. Đó thì đôi khi vô tình làm như vậy khiến cho cánh mày râu là bị chịu tiếng oan. Thì chị nghĩ sao à? Đôi khi mình cứ đơn giản mọi thứ. Đúng rồi, thực ra thì nhưng mà từ từ rồi các mẹ, các chị cũng thấy được rằng là năm nào cũng rồi bánh chưng, rồi khổ qua, rồi thịt kho tàu, rồi bao thịt đông, rồi cuối cùng là ăn không hết cứ lấy ra, rồi heo gà luộc vân vân, xong ăn không hết lại bỏ tủ lạnh. Xong rồi mùng 1 cũng vậy, mùng 2 cũng vậy, mùng 3, mùng 4 là bắt đầu phải ăn đồ thừa, ăn đồ của những ngày trước. Rồi sau đó là không ăn không hết, bị hư thì đổ đi, thì tự động là sẽ phải thấy điều chỉnh. Vì rõ ràng là cái nhu cầu chúng ta cũng không có còn phải mong muốn là ăn một cách linh đình như ngày xưa, mà bây giờ chưa kể là có ăn nhiều sợ béo, sợ bệnh nữa chứ. Nên Mai cũng nghĩ rằng là từ trong mỗi cá nhân chúng ta cũng đã giảm đơn đi rất nhiều. Bằng chứng là mà năm nay Mai thấy là cũng có thể là bởi vì kinh tế, cũng có thể là chưa cho có mắt phiến diện của mình. Nhưng mà có cảm giác là mọi thứ nó cũng khá đơn giản hơn. Mọi người không còn cầu kỳ như nữa, bởi vì đã có thói quen rằng là mùng 2 siêu thị vẫn còn mở, sẽ mở cửa lại. Và ngày 30 Tết thì siêu thị vẫn còn làm việc. Như vậy là chúng ta chỉ có một ngày không đi chợ thôi. Cũng giống như trong một năm chúng ta có chất nhiều ngày, chúng ta vài ngày không đi chợ thì cái chuyện đó chúng ta cũng không còn bị áp lực mà để phải chất đống đồ trong tủ, hay là chuẩn bị quá nhiều món ăn một cách gọi là mà không dùng đến, một cách phung phí. Vậy thì với chị Thanh Mai trong những ngày Tết sắp tới đó, thì cụ thể luôn đi, thì chị sẽ chuẩn bị như thế nào cho 3 ngày Tết của mình? Thực sự ra mà nói thì bây giờ Mai mới tập trung lo cho tập thể của mình thôi. Có nghĩa là đầu tiên đó là sẽ phải có quà cáp cho mọi người này, rồi đồng thời nữa là mình cũng có gà cho mọi người nữa. Nghĩa là làm việc lớn mà không mang nhỏ có đúng không? Bảo xác nhận nhé. Nghĩa là rồi đồng thời là mọi người sẽ có lương tháng 13 này, rồi tiệc tất niên cuối năm này tổ chức cho hai miền. Rồi đồng thời nữa là mình cũng lo tất cả thanh toán cho các khoản của công ty của mình, để mình cũng tránh chuyện mà nợ nần qua năm sau. Rồi những cái khoản nào phải thu thì mình cũng lo, mình tập trung. Đấy, có nghĩa là mình hiện giờ thì Mai cũng mới lo cho tập thể. Rồi chưa kể là trước đó là đã trang hoàng, trang trí cho cái đơn vị, chỗ những cái nơi cơ sở làm việc của mình. Nào là có cây đào, rồi có những cái chậu hoa vàng. Rồi trước đó thì là Noel, tức nghĩa là mình cũng sẽ phải từ gần giáp Tết là bao nhiêu thứ đã phải chuẩn bị hết rồi. Nên hiện giờ cho cá nhân Mai thì cũng chưa có gì ngoài là chiếc cây ấy, thì nhờ các em nó mới treo được một cái vòng hoa, cái đèn mà lấp lánh một tí để cho thấy là nó có một cái sung tụ thôi, chứ còn Mai cũng chưa chuẩn bị gì. Nhưng mà trên tinh thần thì Mai cũng luôn luôn là đơn giản,
chứ không có làm gì phức tạp. Bởi vì thực ra Tết thì mình cũng nhắm là mình cũng biết là ai đó sẽ đến nhà mình thì mình chuẩn bị những món gì, rồi mình đến nhà bạn bè thì mình cũng sẽ chuẩn bị quà cáp gì. Rồi trước đó thì mình cũng đã có quà có cáp cho những bạn bè của mình rồi. Nên thực ra thì Mai cho bản thân Mai thì Mai thấy đơn giản lắm. Mai cũng không có cầu kỳ, vì thực ra ăn nhiều thì béo, rồi ăn nhiều thì bệnh đó chứ đâu. Rồi sau đó sau dịp Tết là phải è ra và tập thể dục được và giảm bao nhiêu là ký bánh chưng bánh tét thì thôi rầu lắm. Thực ra Tết ai cũng sợ tăng cân. Đúng rồi. Cuộc trò chuyện của chúng ta không chỉ là có các chị em phụ nữ theo dõi mà cũng có rất là nhiều cánh mày râu đang theo dõi. Đúng rồi. Thì chính vì vậy nên là có một cái khán giả nam vừa nhắn tin cho chương trình là, thì em xin phép được đọc cho chị Mai ha. Thì anh ấy nói là anh ấy là muốn những cái không khí gia đình Tết vui vẻ, thì bây giờ thì anh ấy phải làm cái gì? Rất là quan tâm đến vợ đó. Thì làm cái gì, nhìn làm như thế nào để cho cái không khí gia đình vui hơn và có thể phụ giúp vợ. Tức là có lẽ là theo em nghĩ là có lẽ là anh này mới cưới vợ nên là muốn giữ không khí. Dễ thương quá à. Dạ, dễ thương quá à. Thực ra thì không biết Thuận thấy sao chứ mà Mai thấy cánh mày râu nào cũng vậy, chị cũng phải đáng được tuyên dương chứ hả? Đúng rồi. Bởi vì thực sự ra mà nói, có một câu nói Mai nghe như vậy nè, phụ nữ rất là dễ thương họ một á, lo cho họ một cái họ lo được cái 10 lần á. Đúng không? Đúng. Phụ nữ là rất là dễ thương mà. Nhất là phụ nữ Việt Nam, Mai cũng gặp rất là nhiều người bạn nước ngoài, họ đều khen là phụ nữ Việt Nam số 1 luôn. Bởi vì thứ nhất là cái tính chịu thương chịu khó, cái sự thủy chung là người phụ nữ Việt Nam rất là giỏi những cái đó. Còn và đồng thời là cũng có cái sự mềm mỏng. Tại vì có những cái quốc gia thì những cái phụ nữ họ cái tiếng nói họ được dạy từ nhỏ đến lớn là họ là sống ở trong cái môi trường gọi là tất cả công bằng và bình đẳng. Do đó là họ sẽ luôn luôn cái tôi của họ luôn luôn rất là lớn. Và có khi họ cái tôi của họ nghĩ rằng họ là phụ nữ, cái tôi của họ có khi còn lớn hơn và cánh mày râu phải chiều nữa cơ. Còn riêng phụ nữ Việt Nam mình thì lại rất là nhu mì và rất là chăm sóc. Khi họ lấy chồng rồi á, là chồng con gia đình là xem như là một cái gọi là cái cứu cánh trong cuộc sống của họ vậy đó. Tất cả mọi thứ họ làm đều liên quan đến gia đình, nên đôi khi mà rất là mong là có nhiều cánh mày râu như là cái anh vừa rồi, khán giả vừa rồi mà vừa comment cho chương trình. Thì thực ra Mai thấy được rằng là đơn giản lắm anh. Chỉ cần một cái chăm sóc trong gia đình, ví dụ như là hỏi bà xã của mình rằng là em cần cái gì để anh cùng phụ giúp nè, hay là mình cũng chỉ tận mình mua thêm một cái dây đèn mình trang trí ở ngoài cửa, hay là mình ví dụ như vợ cái bếp, tủ bếp nó bị cái cửa nó bị sút ra, mình đóng cái bản lề mình đóng lại, hay là cái máy lạnh cái remote nó bị hư mình sửa lại, hay là cái đồng hồ hết pin mình thay vào. Nghĩa là những cái hành động cư xử rất là nhỏ nhặt trong gia đình mà mình chăm sóc được cho bà xã của mình thì mà lại không tốn kém nhiều đâu. Chứ đừng nghĩ là phải phụ nữ sẽ đòi hỏi những cái gì to tát. Đương nhiên nếu có điều kiện to tát thì cũng vui. Nhưng mà những cái điều nhỏ nó cũng rất là quan trọng để nó có thể nó sưởi ấm cho cái hạnh phúc đứa đôi trong cái đời sống gia đình. Thậm chí là trong cái đôi khi cũng đơn giản chỉ một cái ôm, một cái nắm tay, một ly nước cam vắt cho người yêu của mình, vì thấy bà xã mình mệt mỏi quá rồi, vất vả quá trong dịp Tết, rồi cùng thấy vợ cùng dọn dẹp thì mình cùng súng tay vào, mình cùng bắt đầu chia sẻ công việc với vợ. Nhiêu đó thôi là cũng đã thấy là các chị em phụ nữ là cũng sẽ hết lòng với cái mày râu ngay. Các chị em phụ nữ mà đang xem chia sẻ của chị Thanh Mai chắc là cũng rất là tán đồng, đúng không? Nếu như cái đàn ông mà đồng ý không? Nếu mà có gì thì comment cho Mai, mà đừng quên đó là không phải comment vui đâu, comment còn có quà nữa. Ai mà tương tác nhiệt tình nè, chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ nhận được phần quà may mắn của chị Thanh Mai. Mai đọc được rất là nhiều. Chẳng hạn như là để Mai lựa ra những cái nào nó hơi ấy. Ngày bé tôi chỉ mong đến Tết thì được ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp, đến khi lấy chồng rồi chỉ mong không có Tết vì Tết quá nhiều vì phải lo lắng. Bạn Lan Phạm chia sẻ. Rồi thì cái này hồi nãy chúng ta cũng đã hồi nãy chia sẻ rồi. Thuận cũng đã đúng chia rồi, sẻ cũng đó. Thật rồi. Chị vậy có thấy áp lực. Nhiều chị em cũng đang gặp vấn đề như cũng vậy. Cũng gặp vấn đề như vậy. Chị có thấy để xem. Chị có thấy bị áp lực mỗi khi Tết đến xuân về không ạ? Bạn Yến đặt câu hỏi như vậy. Thì nãy Mai cũng có nói là tại vì xin lỗi, có thể là mọi người đặt câu hỏi trước đó mà bây giờ mình mới nhìn lại được. Đúng là mỗi lần dịp
Tết đến xuân về thì với một doanh nghiệp cá nhân như Mai thì Mai tin rằng là cũng đều áp lực. May là một cái doanh nghiệp của Mai cũng khá là gọn nhẹ, cũng cái nhân sự nó cũng vừa phải thôi. Chứ những cái doanh nghiệp mà nhân sự của họ lên tới hàng ngàn người hay 10.000 người thì Mai tin rằng đây là một áp lực rất là lớn cho những người chủ doanh nghiệp, mà rất là thương nghĩa là chủ doanh nghiệp là nữ giới, đúng không? Họ còn phải lo toan chuyện nhà, chuyện con cái, mà đồng thời cũng phải có trách tròn trách nhiệm của mình với cái cộng sự gắn bó với mình trong suốt một năm qua, thì họ cũng sẽ bị áp lực như thế nào. Thành ra là Mai cũng vậy, như nãy Mai chia sẻ thì Mai cũng có chút, nhưng mà may là cái doanh nghiệp của mình nó cũng hoạt động từ năm 98 rồi, cho tới năm nay là được 25 năm, nó cũng có một cái bề dày khá là ổn định và dài, do đó là cũng có những cái ekip làm với mình gắn bó hơn 25 năm từ những ngày đầu, nên các bạn cũng biết cần phải làm gì. Ví dụ như là các bạn biết là thường là Tết sẽ phải chuẩn bị, là ngày cuối cùng của Tết sẽ niêm phong, sẽ thế này thế kia thế nọ, rồi sau đó trong cái giữa ngày Tết là cũng sẽ có ai đó cử những người để mà bảo vệ cho cái đơn vị của những cái cơ sở của mình, rồi trước Tết đó là điều phối ai sẽ lên dọn dẹp ngày mùng 6 Tết khai trương, rồi ngày mùng 5 mà đặt hoa đặt hết, có nghĩa là những cái chuyện li ti lắc tắc đó đã có những em giúp đỡ mình rồi. Ngoài ra thì đương nhiên mình vẫn phải làm những việc khác nhau, để Mai chia sẻ rằng là một cái doanh nghiệp làm lâu năm với cái nhân sự lâu năm nó cũng có cái giá trị của nó. Để như một cái guồng máy mọi người đều có thể hỗ trợ giúp đỡ mình, cho mình cũng đỡ rất là đỡ. Nhưng mà đương nhiên mình cũng vẫn phải có con mắt ở đó, vẫn phải có cái sự điều hành của nó. Bởi vì trong một cái ngôi nhà của chúng ta, đôi khi chúng ta thấy là điện hư, nước hư, hay là cái đồng hồ hết pin. Nhưng mà cái doanh nghiệp nó còn cả trăm thứ như vậy nữa, máy móc mọi thứ. Thì nếu như mà cuối năm mình còn bao nhiêu thứ phải lo, cộng với cả những cái vấn đề bảo trì, bảo hành, sửa chữa vân vân, thì nó quá áp lực. Nhưng mà may thay là Mai cũng có những cái ekip gắn bó với mình rất là nhiều để có thể đỡ đần được mình. Cảm ơn bạn Yến về câu hỏi. Đây nè, chị cũng thấy nhiều câu hỏi của bạn Đài Trang này. Đó, theo chị Mai thì theo chị Mai thì để Tết thực sự là ngày vui trọn vẹn thì cánh mày râu nên chú ý những điều gì? Thì lúc nãy là cái chị Mai là, cũng cái này thì hỏi Thuận rồi. Bạn Đài Trang đặt câu hỏi với Mai thì Mai thấy là Mai cũng có chia sẻ, nhưng mà thôi về hỏi Thuận thêm đi. Thuận thấy sao? Thì nếu mà Thuận là cánh mày râu chẳng hạn, như là biết là Thuận có bạn gái chưa? Thuận hiện tại thì đang độc thân. Đó cả nhà ơi, độc thân đẹp trai mà lại còn vui tính, mà lại còn single nữa. Trời, cái này là hơi bị hiếm đó nha. Hôm nay được chị Mai bán hết trơn vậy chứ. Thuận độc thân vui tính nha cả nhà. Thì, nhưng mà đối với bản thân một chàng trai độc thân thì Mai cũng muốn biết là Tết thì mình sẽ chuẩn bị như thế nào đây Thuận ha. Trời, thật sự là Tết đối với Thuận là những năm gần đây, nhưng mà Thuận chia sẻ lúc nãy ấy, mọi thứ nó rất là bình thường. Thì giống như là cái chia sẻ của chị Mai á, khi mà mình biết sắp xếp mọi việc á, cái từ khóa mà Thuận nhận được qua chia sẻ của chị á, là mình sắp xếp mọi việc và mình biết giao việc, mình biết cân bằng trong cuộc sống, thì mình sẽ không có một cái vấn đề gì nó xảy đến với mình đó là áp lực cả. Và quan trọng là mình có những cái quy trình và có cái sự nhân bản được rồi, thì mình sẽ cảm thấy là mọi thứ nó rất là thoải mái, đi từ cái doanh nghiệp của chị. Nhưng mà khi mà mình chuyển qua, em nghĩ là mình chuyển qua cái chủ đề khác đi. Mình nói nhiều về cái Tết nè, về cái sự trang hoàng nhà cửa rồi nè, thì em nghĩ là một trong những cái vấn đề mà nan giải mà nhiều người quan tâm đó là cái việc mà ăn Tết ở nhà nội hay là ở nhà ngoại. Thì không biết là chị Mai đã gặp những cái trường hợp nào như vậy chưa? Thực ra thì Mai may mắn là Mai cũng chưa gặp những cái áp lực như vậy. Nhưng mà Mai biết được rằng là ngày hôm nhiều chị em phụ nữ cũng phải gọi là rất là đắn đo trong cái chuyện là ăn Tết nhà ngoại hay nhà nội. Thì có rất là nhiều những cái, Mai nghĩ là cũng tùy vào cái gọi là gia đình cũng như là mỗi cái quan điểm. Có người thì là chia nhau ra, ví dụ như là mùng 1 á, là Tết nội này, rồi mùng 2 Tết ngoại chẳng hạn, rồi mùng 3 là bắt đầu dành cho bạn bè hay là những cái vui chơi riêng. Hoặc là cũng có gia đình thì là năm này Tết nội, rồi năm sau Tết ngoại. Nói chung là, nhưng mà đương nhiên vẫn phải quà cáp, vẫn phải chuẩn bị chu đáo cho hai bên nội ngoại rất là chu đáo rồi. Nhưng mà với cái sự hiện diện của mình thì cũng có thể là mình uyển chuyển như vậy. Thì Mai nghĩ là đây là chắc là tùy vào mỗi gia đình cũng như là tùy vào cái địa lý của từng người. Giống như bản thân Mai thì Mai không bị những chuyện đó là bởi vì thực ra sao ta, bên nội thì có khi có một thời gian thì họ lại sống ở bên nước ngoài rồi, nhưng mà nước ngoài thì đương nhiên là cái Tết cổ truyền của mình thì cũng không phải là thông dụng,
nên nó cũng không đặt nặng là vấn đề. Tại vì bên nước ngoài thì họ sẽ sử dụng nó tết tây rất là nhiều đó. Còn bên Việt Nam mình thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta là dùng tết âm lịch, thành ra là nếu như cả nội ngoại ở trong một cái gần cái địa lý, gần cái địa gần một cái thành phố thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ để cho hai bên tránh những cái gây gọi là thắc mắc, phải không ạ? Tức là lại có cái sự chia sẻ với nhau, nhưng mà nếu như mà không cùng quan điểm thì nó cũng sẽ rất là dễ xảy ra những cái mâu thuẫn. Ví dụ như là hai vợ chồng mà hai cái quê nó ở cách xa địa lý đi, thì năm nay ăn Tết ở đâu nó cũng là cái vấn đề mà Thuận nghĩ là có thể là gây ra lục đục nội bộ đó. Nếu như mà mình không biết cách để mà gọi là thỏa thuận với nhau. Đúng rồi. Yes. Và đây nè, câu hỏi này là nó hợp với Thuận vừa mới điện hỏi là mình lấy chồng xa. Thuận đọc. Đây một câu hỏi của một bạn Yến em ha, bạn gửi về chương trình nè. Mình lấy chồng xa nên Tết không được ăn Tết ở nhà mẹ đẻ. Nên cũng hơi buồn. Đó, thấy không? Nghĩa là thực ra thì đây mới là cái trường hợp về địa lý mà khác thành phố mà có cái hoàn cảnh là không được gần về nhà mẹ đẻ. Thì thực sự ra mà nói cũng có thể chia sẻ như hồi nãy Mai thì Mai cũng không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng mà Mai cũng được nghe các chuyên gia thì họ cũng có thể chia sẻ là thì có thể năm nay mình sẽ dành toàn thì nhiều thời gian hơn cho bên nội, nhưng mà rồi năm sau chúng ta dành cho bên ngoại chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể vì Tết cũng được nghỉ dài ngày nên có một thời gian đầu thì chúng ta có thể ở tại nhà nội để chúng ta có thể cúng đơm và chuẩn bị mọi thứ để lo chu toàn cho người thân của mình. Nhưng mà rồi sau đó là chúng ta cùng với ông xã và con cái thì cũng có thể về nhà ngoại được. Nhưng mà thời điểm mà sau đó đi thì chắc là cũng đỡ hơn, phải không nhỉ Thuận nhỉ? Tại vì Mai cũng chưa bao giờ mà phải gọi là một cuộc di cư mà đi, tại vì mình là ở Sài Gòn rồi mình làm việc tại Sài Gòn luôn, cho nên mình cũng không phải là Tết phải đi về quê là về những thành phố khác, nên mình cũng không bị những cái chuyện mà khó khăn của chuyện tàu xe. Nhưng mà mình cũng có biết được rằng là nhiều em như là ekip của bên Mai đó, có những khi những cái dịp gần Tết là cũng phải lo chạy đôn chạy đáo để có cái vé tàu, vé xe, vé máy bay để có thể về quê và rồi sau đó quay ngược trở lên. Thì Việt Nam chúng ta hay là Trung Quốc cũng vậy, nó có một cái tên gọi là xuân vận. Nghĩa là một xuân vận là mùa xuân của một cái sự di chuyển mà một khổng lồ lên hàng triệu người di chuyển từ thành phố trung tâm hay thành phố này qua những thành phố khác về quê để có thể ăn Tết, thì nó sẽ có biết bao nhiêu cái hệ lụy. Chẳng hạn như qua Mai cũng vừa mới xem là ngay cả những cái hãng máy bay cũng đã phải tăng cái chuyến lên rất là nhiều lần để mà đáp ứng được cái nhu cầu mà cũng vẫn không đủ được. Tức là quá tải. Quá tải rồi, chẳng hạn như là tàu xe, nói chung là như vậy. Nên thực sự ra mà nói thì di chuyển đi xa cũng là cả một cái khó khăn mà mọi người cũng phải cố gắng tính toán. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta lại có những cái thời gian với những người thân yêu của mình, thì thôi thì coi như là cái sự hy sinh đó, cái sự khó khăn đó nó cũng cảm thấy là nó xứng đáng được để chúng ta đánh đổi, phải không? Bây giờ thì em có một cái ngăn nhỏ này để thay đổi không khí ha. Bây giờ em sẽ nêu ra ba lý do mà phải ăn Tết ở nhà chồng, còn chị Mai thì sẽ nêu ba lý do phải ăn Tết ở nhà vợ, để mình xem cái quan điểm của mọi người nó có giống với nhau hay không. Có nghĩa là ba lý do tại sao mà ăn Tết ở nhà chồng. Em thì nói là ba lý do vì sao phải ăn Tết ở nhà chồng. Còn chị Mai sẽ nói là ba lý do vì sao phải ăn Tết ở nhà vợ. À ok, coi như chị đứng về phía phụ nữ em đứng về cánh mày râu. Bây giờ hai chị em mình nó giống như là sẽ có sự đối kháng, phải không? Có sự đối kháng. Rồi, chiến đấu nha. Bảo vệ quan điểm của mình tới cùng nha. Bảo vệ tới cùng nha. Yeah, okay. Cả nhà ủng hộ Mai nữa nha. Ai ủng hộ Thuận đó thì comment theo quan điểm bổ trợ cho Thuận. Còn ai mà theo quan điểm của Mai á là coi như là tại sao ăn Tết ở nhà ngoại, đúng không? Rồi, thì là ăn Tết ở nhà nội. Một bên thì mọi người sẽ cùng phụ với Mai nữa nha, tại vì Mai chưa chuẩn bị cái nội dung, cái câu hỏi mà Thuận đưa ra, thành ra Mai hơi bị đang bị lúng túng đây. Nên có gì cả nhà hỗ trợ Mai thêm nha. Các em xem đứng phe nào đứng rõ ràng nha. Hỗ trợ chị đó nha. Bây giờ ba lý do này chắc là để em nói trước hay chị Mai nói trước? Thôi Thuận nói trước đi, tại vì chị Mai suy nghĩ. Ok, bây giờ ba lý do ha. Lý do đầu tiên, nhớ mọi người nếu mà đứng về phía là nên ăn Tết ở nhà nội thì nhớ comment để bổ sung thêm ý kiến. Cái gì em nói lớn cho chị nghe. Sau khi chọn xong chị khán giả comment một thêm chị. Không, chỉ cần câu hỏi luôn. Chỉ cần câu hỏi của mọi người luôn để hỗ trợ cho Mai nữa, và đồng thời cũng cần câu trả lời của mọi người luôn. Mọi người cũng giúp đỡ Mai là
cho Mai biết là lý do tại sao em thích nhà ngoại. Còn mọi người cũng cho biết lý do tại sao em thích ở nhà nội. Tức là mọi người đó, cũng nêu cái quan điểm của mọi để, người để là giúp tiếp thuận. Còn đồng thời là cũng giúp cho Mai là lý do tại sao em thích ở nhà ngoại nha. Còn nếu như mọi người kiểu sao cũng được thì thôi, nếu như là comment số 1 là coi như được là thích ăn Tết ở nhà nội. Comment số 2 là ăn Tết ở nhà ngoại. Đó, hai rồi mình thống kê ra số 1 nhiều hơn hay là số 2 nhiều hơn. Vậy phụ nữ chúng ta cố lên, cố lên, cố lên. Rồi bây giờ tôi thật nói trước đây, chị chưa có kịp chuẩn bị nè. Đầu tiên ha, tôi nghĩ là cái lý do mà phải ăn Tết ở nhà nội, tức là những ưu tiên cho những ngày mùng 1 Tết này. Đó. Đó là bởi vì là quan niệm cái câu từ hồi trước tới giờ đó là thuyền thì theo lái, gái thì theo chồng. Cho nên chồng ở đâu thì vợ ở đó. Cho nên đó là thường thì cánh mày râu thì sẽ muốn ở nhà của mình, chứ ưu tiên cho bản thân của mình thì vợ phải đi theo người chồng thôi. Và vợ đâu con đó chồng đó. Thôi bây giờ mày đắp luôn cái câu này đi. Đắp từng câu nha. Thuyền theo lái thì gái theo chồng. Bây giờ có cái câu khác nữa là nhất vợ nhì trời. Muốn bình an là phải lắng nghe vợ. Rồi câu thứ hai của em. Đúng rồi, là đó. Rồi câu thứ hai là từ hồi xưa tới giờ thì cái văn hóa truyền thống từ bao nhiêu đời nay thì lúc nào nhà nội cũng là ưu tiên, đúng không chị, đồng ý không? Ví dụ như là ngày cưới đi, lúc nào cũng sẽ đọc tên của nhà trai trước, rồi sau tới nhà gái. Thì cái tập tục văn hóa từ hồi xưa tới giờ nó là như vậy, đúng không? Cả nhà đang xem xác nhận giùm Thuận nha. Cho nên là cái gì cũng phải ưu tiên cho nhà trai trước, là bên nhà chồng trước. Thực ra thì mình cũng đã có những cái tại sao ưu tiên, đó là bởi vì ngay cả người chồng mình đã gọi là anh rồi. Anh và người mình xưng người vợ là em, có nghĩa là trên cái mức là mình cũng đã để người chồng ở cái sự tôn trọng. Và mình chăm chút ở đây là bởi vì người phụ nữ rất là chịu thương, chịu khó, rất là hy sinh, chấp nhận lùi lại một bước để cho chăm chút cho chồng của mình cũng như là gia đình chồng của mình. Thì cái đó là cái sự thiện chí của chị em phụ nữ chúng ta. Thì Mai nghĩ là cái này là nó mang cái tính chất là gọi là người phụ nữ quá quẳng, gọi là quá bao dung chăng? Không, nhưng mà Mai cũng đồng ý rằng là chúng ta cũng phải dung hòa. Cái đoạn này là bắt đầu Thuận hơi gài Mai là Mai khó nói rồi đó. Là không thể nói được, là bởi vì tại sao? Rõ ràng là đúng là mình cũng có, mình lấy chồng thì mình cũng có là mình cũng tôn trọng với gia đình chồng, cũng có thể là mình sẽ như mày nói hồi nãy á, là bữa đầu, lúc đầu, có thể hoặc mấy ngày đầu hoặc năm đầu chúng ta sẽ chăm sóc cho ở bên nội, nhưng mà rồi sau đó thì chúng ta cũng phải chăm sóc cho bên ngoại, và cũng tùy hoàn cảnh nữa. Giả sử như bên nội mà tới 5 người con rồi, đâm ra là cái nhu cầu để mà đông đủ con cháu cũng có, nhưng mà nó sẽ khác với hoàn toàn với bên ngoại, chẳng hạn như chỉ có một người con gái thôi. Mà một con gái đi lấy chồng xa, bố mẹ thì già, thì câu chuyện nó lại cũng đã khác. Nên đôi khi nó cũng phải tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta có sự uyển chuyển, đúng không? Nói chung là một phần lập luận cũng bẻ cua rất là gắt ha cả nhà. Thôi cả nhà phải ủng hộ Mai nha. Không hề thấy có sự thua thiệt của chị Thanh Mai ở đây. Chứ bây giờ làm sao, bây giờ nói chị gài Mai quá rồi, bây giờ làm sao? Cả nhà mong cả nhà giúp cho Mai với. Thực sự không lý lẽ mà chị Mai phân tích thì Thuận thấy cũng hợp tình hợp lý đó. Nhưng mà nói gì nói thì lý do thứ ba nè là ăn Tết ở nhà nội trước là lý do vì thích, phải thích. Mình thích như vậy thì mình làm như vậy thôi. Thì người đàn ông trước giờ là cái người quyết định trong gia đình, đúng không? Thì mình quyết định là thường sẽ ăn Tết ở nhà nội trước, rồi sau đó thì nhà ngoại. Thực ra thì đi từ cái mong muốn của mình. Thực ra thì cái đó cũng không là vấn đề, vì đôi khi á có những gia đình mà chị em phụ nữ lấy chồng rồi ở riêng, như ngày hôm nay là chúng ta thấy là cũng đây là cũng khá là phổ biến. Chứ còn ngày xưa sẽ là tam tứ đại đồng đường cùng sống chung một ngôi nhà. Đôi khi lấy chồng về là vợ sẽ đi làm dâu, rồi phụ nữ sẽ đi làm dâu, rồi sống trong gia đình có rất là nhiều cái thế hệ trong đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng có cái sự khác biệt, cái là vì xã hội, vì cái tư tưởng cũng phát triển, hay là cũng đôi khi vì công việc nữa. Bây giờ không phải là ngày xưa là việc là chúng ta chỉ có ở trong một cái gọi là một cái địa bàn nhỏ như vậy thôi, nhưng bây giờ nhiều khi chúng ta lại có công việc ở một cái thành phố khác hay là ở những cái quận khác rất là xa, cho nên đôi khi chúng ta sẽ phải thuê hay là mua một cái chung cư nào đó để mà cho tiện cái công việc của hai vợ chồng. Nên hai cái đó nó cũng bây giờ nó cũng có cái khác biệt. Nhưng mà Mai vẫn đồng ý rằng á, chị em phụ nữ trong cái dịp Tết cũng luôn có cái sự vất vả, bởi vì lúc nào cũng dung hòa. Đương nhiên ở nhà chồng
có khi làm củ kiệu á, đâu phải làm nhìn thấy làm có 5 hũ mà đâu phải đâu. Chồng thấy 5 hũ là bên chồng thôi, mà có khi làm thêm 5 hũ nữa để tặng cho bên ngoại, có đúng không? Nên cái sự chị em phụ nữ chúng ta còn cực gấp đôi, mà đôi khi cũng không ai thấy. Đôi khi mọi người chỉ thấy trong gia đình là có 5 hũ kiệu hay có mấy cái bánh chưng hay là có giò chả gì đấy. Nhưng mà cũng y chang có số như vậy mà phụ nữ cũng đã chu toàn lo cho bên ngoại, lo cho bố mẹ mình. Vì nghĩ rằng mình lớn lên mình cũng chưa kịp chăm sóc cho bố mẹ mình, mình cũng chưa kịp báo hiếu mà mình đã đi lấy chồng rồi, cuối cùng bố mẹ ở nhà thui thủ không ai lo. Thế là cũng đau đáu là cũng cố gắng làm thêm. Thì để mới nói được rằng ở đây á, là phụ nữ thường vẫn nói gì thì nói vì cái tình cảm mà luôn luôn là chu toàn cho hai bên nội ngoại. Và nếu làm tròn những điều đó thì quả là rất là áp lực với phụ nữ. Nhưng mà thôi cũng phải cố lên. Đó, để thống kê xem là đứng về phía nào như thế. Dạ, khán giả Mỹ Linh thì có một câu hỏi rất là hay. Thuận đọc. Đâu để thuận. Thuận. Okay, sẽ đọc luôn đi ha. Rồi, đây là một cái câu hỏi của bạn Mỹ Linh ha. Câu hỏi để em hỏi giúp chị nha. Bà Mỹ Linh có một cái câu hỏi là cũng khá là hay á. Tết đến xuân về là một dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với ông bà cha mẹ. Mang gì về quê Tết, dịp Tết này là câu hỏi canh cánh trong lòng của nhiều người, bởi không phải ai cũng có đủ kinh phí tài chính để dành tặng những món quà Tết giá trị cho người thân. Chị có suy nghĩ gì về vấn đề này không ạ? Mai nghĩ rằng đôi khi cũng không cần phải cái vấn đề vật chất đâu. Mà đây là những cái vấn đề về tinh thần, và đồng thời là những cái món quà mà mình có suy nghĩ để thích hợp với cái người gọi là người được nhận. Mai kể lại một câu chuyện mà Mai được biết, nó hơi ngoài lề một tí, nhưng mà kể chuyện một con của bạn Mai, con gái cũng quen với một cũng là một cái gia đình cũng là bề thế, và đương nhiên hai gia đình thì cũng chả thiếu gì. Hoàn toàn không thiếu một cái gì hết, nhưng mà họ đã làm một cái món quà mà rất là đặc biệt, mà từ tâm, từ thành ý, mà để cho người nhận phải cảm động, và kể cả gia đình của người nhận xem xong mà cũng phải thừa nhận rằng đây là món quà phải nói của một người rất là chu toàn. Nghĩa là bạn ấy vẽ tranh, vẽ lại một cái quá trình của hai người yêu nhau từ cái lần đầu gặp nhau, sốc như thế nào, cái đôi mắt cô gái to tròn và cái gương mặt của chàng trai má hồng đỏ au lên bởi vì mắt chớp chớp, là bởi vì cảm thấy là mình trái tim của mình đã bị bắn tỉa bởi cái vẻ đẹp ngây thơ của cô gái. Rồi sau đó lần đầu tiên gọi điện thoại thì cô ấy đi nước ngoài rồi cũng không quan tâm, làm cho chàng trai cái buồn mặt buồn hiu, nghĩa là bằng vẽ tranh thôi. Rồi sau đó cô ấy về xong bữa đầu tiên đi ăn như thế nào, là kể cả một quá trình mà bằng vẽ tranh nên nó rất là dễ thương. Đương nhiên biết rằng bây giờ có những cái công cụ để giúp cho người ta có thể là thực hiện dễ hơn là mình vẽ bằng tay, nhưng mà đó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Còn cái ý tưởng, còn cái suy nghĩ, còn tâm huyết thì vẫn do chính cái người chủ của cái món quà đó thực hiện, nên nó có những cái mà gọi là gây được cái xúc cảm cho cái người nhận. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta về quê, đôi khi chúng ta cũng không cần phải gọi là có cái gì đó thật là đặc biệt, mà quan trọng là chúng ta hiểu cha mẹ mình, ông bà mình hay là cái người nhận đó, họ muốn gì, họ thích gì, gu họ như thế nào. Chúng ta có cái món quà như vậy nó rất là có giá trị. Hoặc là như Mai kể là cũng có những cái món quà, ví dụ như là có những người ta quá giàu có, không thiếu một cái gì cũng không biết tặng gì, hay là họ xếp những ngôi sao. Và trong những ngôi sao đó họ khi mà mở những cánh sao ra nó có những cái câu nói dễ thương, họ xếp nhiều cái ngôi sao vậy tặng, mà đòi hỏi công sức tâm ý trong đó, chứ không phải là cái ngôi sao mà họ để có thể đi ra ngoài tấp vào siêu thị mua trong vòng 5 phút để có được, hay món quà giá trị nào đó tấp trong vòng 10 phút mua. Không phải vấn đề đó, mà vấn đề là cái tâm, cái thành ý. Thì đây cũng vậy, nếu mà về quê thì Mai nghĩ rằng là bao giờ cũng vậy. Giả sử như Mai đi Đà Lạt về Sài Gòn thì mình cũng cố gắng là mua cái món gì đặc sản của Đà Lạt, có đúng không, để có thể tặng cho người thân của mình, để biết được rằng là mình đi Đà Lạt về. Hay như vừa rồi mới đi Hà Nội để may làm việc thì cũng mua ô mai sấu, ô mai mẹ, ô mai mận, ô mai me, đại khái là những cái loại ô mai mà rất là nổi tiếng ở Hà Nội đem về làm quà. Tuy là nó không bao nhiêu tiền cả, nhưng mà những người nhận thấy rằng là những cái thành ý của mình. Người ta bảo củ một đồng công một nén mà, đúng không? Mà nhất là Sài Gòn thì chúng ta cũng rất là nhiều thứ để chúng ta có thể chọn lựa và đem về cho người thân của mình. Bây giờ bảo cụ thể ví dụ thì Mai cũng không biết được rằng là người thân của mình gu như thế nào, thích như thế nào, nhưng mà chẳng hạn như mẹ mình có một cái tấm áo hay là có một cái vải để may áo dài cho cụ mặc vào cái dịp Tết để chụp hình, hay là một cái thỏi son
đúng không? Hay là một cái má hồng, hay là một cái chai gội đầu, nghĩa là những cái gì đó nho nhỏ mà mình biết được rằng là sẽ có nhu cầu cho người nhận của mình, thì đó cũng là những cái thành ý mà rất là dễ thương mà đôi khi cũng không cần phải chi phí quá nhiều. Thậm chí đơn giản nhất, nếu mà chúng ta còn đi học, chúng ta chưa có điều kiện, một cái bức tranh chúng ta vẽ, một cái bài thơ chúng ta làm để nói lên cái tình yêu thương của mình với người thân của mình, với người nhận, thì nó đáng quý vô cùng. Và mẹ mình đôi khi mình viết xong bài thơ đó có khi mình cũng đã quên, nhưng chắc chắn là người mẹ của mình sẽ giữ cái bài thơ đó rất là lâu và thậm chí là vĩnh viễn. Đôi khi thì cái vật chất kinh tế nó cũng quan trọng, nhưng nó không phải là cái điều tiên quyết. Tùy theo cái sự thấu hiểu của mình như thế nào. Ví dụ như là Thuận ha, Thuận biết là mẹ của mình rất là thích, thì Thuận quan sát và để ý hầu như Tết nào mẹ cũng thích đi chợ Tết nè, tự tay lựa cây tắc, cây mai, chậu nhỏ nhỏ dễ thương thôi, vài trăm ngàn thôi, nhưng mà mẹ cũng đủ vui. Rồi chuẩn bị những cái bao lì xì vài chục ngàn để cho các cháu thôi. Thì Thuận là sẽ là người làm thay cái điều đó cho mẹ của mình, thì cũng như là cái một món quà để hỗ trợ cho mẹ mình. Thì nó thấy là nó đi từ cái việc mà thấu hiểu, mình phải thực sự hiểu là những cái người đó họ cần cái gì ở mình và mình cho cái điều đó. Chị thấy còn nhiều câu hỏi nữa nè, Thuận đọc thử xem có nhiều cái câu của các bạn á. Trong đó tôi thấy là có bạn danh là bạn là viết là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ là truyền thống đạo lý từ bao đời nay, nên chẳng có lý do gì phải thay đổi nét đẹp đó. Tức là đứng về phía Thuận. Ai bạn nào đây, chắc là cái phải đâu đây, bạn danh. Không, cảm ơn bạn danh rất là nhiều. Chị Mai sẽ có ai đứng về phía chị Mai không? Cảm ơn bạn danh rất là nhiều. Đúng là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ. Đúng rồi, thì Mai cũng đâu có, mình cũng thống nhất với nhau rằng là mình chia nhau ra trong những ngày Tết. Là mình sẽ lo cho bên nội, xong rồi mình phải về bên ngoại mình thăm, nếu như mà chúng ta có cái địa lý nó cũng khá gần. Còn nếu không thì năm này chúng ta ở bên nội và năm sau ở bên ngoại, đúng không? Đó, thì thực sự ra là Mai cũng hoàn toàn đồng ý với lại danh. Thực ra là tôi nói câu công tâm là như vậy nè. Thực ra là nếu như mà địa lý mà gần thì sáng ở nhà nội, trưa ở nhà ngoại cũng được, cũng vui vẻ. Còn nếu mà xa quá thì mình cũng có thể là sắp xếp làm sao mà một mà ba ngày Tết đó mình trọn vẹn ở hai nơi. Đúng thì rồi. Điều khi đó nó hoặc là ba ngày Tết chúng ta ở đây, rồi sau đó những ngày còn lại là chúng ta lại qua thăm nhà ngoại chẳng hạn. Thì chúng ta cũng đều, nếu mà chẳng hạn như địa lý xa xôi mà phải đi xe ô tô hay là đi phương tiện khác mà nó xa hơn một chút. Rồi câu nữa là nếu đang ở nhà chồng mà ngày Tết bỏ về ngoại ăn Tết thì kỳ lắm, chứ không muốn nói là không thể chấp nhận được. Nếu hai gia đình gần nhau thì đơn giản, còn ở xa thì việc chọn lựa nhà chồng là hợp lý nhất. Bạn Thúy, ôi công nhận là Mai tin rằng bạn Thúy này là nữ giới. Thực ra là để có một người mà suy nghĩ cho gia đình chồng như vậy cũng là một cái điều đáng quý, bởi vì như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc. Chứ nếu như chúng ta có những cái suy nghĩ mà cắn đắn là chúng ta phải công bằng, phải thế này thế kia, thì đôi khi mọi chuyện có thể giải quyết được ngay lúc này đấy, nhưng mà rồi sau đó có thể là có những cái sự rạn nứt. Nếu như năm này mọi người quyết định rằng Tết nhà chồng năm nay có một người thân, anh hay là em hay là người thân ở nước ngoài về hay là ở đi đâu đó về, và năm nay chúng ta muốn sum tụ với nhau để cho có một cái Tết thật là vui, mà chúng ta có những cái quyết định cá nhân thì cũng có thể ảnh hưởng, nhưng mà nếu như vậy thì cũng rất là tốt. Nhưng mà Mai nghĩ rằng là mình có thể, mình miễn là tùy hoàn cảnh, giả sử như bên ngoại nhà mình mà có tới 5-7 người con và không có mình thì cũng không vấn đề gì, thì câu chuyện đó cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà nếu như bố mẹ mình cũng lớn tuổi mà cũng chỉ có mỗi mình con gái, thì chắc chắn rằng cũng sẽ, các cụ cũng sẽ buồn và chặn lòng trong những dịp Tết mà không có. Thì thôi, thì trong lúc đó thì lúc của mình cũng sẽ phải du di để làm sao mà trong những ngày Tết cũng cố gắng có một buổi hay có một ngày cùng về với bên ngoại, chứ nếu không thì các cụ cũng sẽ bị buồn và nhắc nhở chúng ta rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà cảm ơn bạn Thúy. Bạn Thúy có cái quan điểm như vậy thì theo Mai là mình sẽ rất là hạnh phúc, là bởi vì biết mình lấy chồng, mình biết nghĩ cho những người thân của bên chồng nữa. Khán giả Thúy Lan thì có đặt câu hỏi, mời MC đọc cho chị Mai nghe. Thúy Lan có đặt câu hỏi là phải chăng nguyên nhân sự bất hòa của việc ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại là do sự tác động của người lớn? Chị Mai có suy nghĩ như vậy không? Thực ra cái này Thuận thấy, mặc dù là Thuận chưa có lập gia đình nha, Thuận cũng cảm nhận điều này là có thể đó. Có chứ, cũng phải có tác động người lớn chứ. Bởi vì giả sử như Mai cũng vừa chia sẻ, ví dụ như năm nay bên nhà nội có những một cái đặc biệt là có thể là kết hôn của cháu trong gia đình,
hay là có một người thân có một cái vị trí nào đó trong được hoặc là học rất là giỏi ở một cái gì đó mà được có giải thưởng rồi, hoặc là người đi xa về ăn Tết năm nay, thì chúng ta cũng muốn, gia đình nội cũng muốn ăn Tết một cái Tết thật là sung túc, thật là đoàn tụ, thì lúc này thì chúng ta cũng sẽ bị tác động của người lớn có. Đúng chứ rồi. Còn giả sử như ngược lại cũng vậy, bên ngoại mà mình ví dụ như là có những cái chuyện mà có thể làm cho ba mẹ mình buồn trong năm vừa rồi, hay là trong gia đình chúng ta có những cái chuyện nào đó bất chắc xảy ra mà chúng ta cần sự an ủi của mình dành cho bố mẹ, và chúng ta cũng sẽ có tác động của bố mẹ, thấy được rằng là bố mẹ cũng sẽ buồn, sẽ thu thủ một mình, thì lúc đó chúng ta cũng phải có cái cân nhắc và quyết định. Thì cái này nó trong cuộc sống thì nó khó có thể nào là 1+1=2 như là toán lý hóa, mà nó sẽ có cái sự uyển chuyển, cái sự dung hòa và tùy vào cái, và thậm chí cả cái bản tính nữa. Ví dụ như có những người mà rất là thoải mái, họ sống tương đối là độc lập, nội, một mình, họ vẫn thấy vui thì câu chuyện nó khác. Còn có những người hướng ngoại, mong muốn là con cháu phải về, phải tì tiệu, không thì sẽ bị stress, bị căng thẳng. Thì lúc đó chúng ta cũng phải chiều theo những bậc sinh thành của mình. Nên câu chuyện mà bảo là có ảnh hưởng, tác động bởi người khác hay không, hay đặc biệt là những người lớn hay không, là có. Đúng, thật sự phải, cái chuyện mà hai vợ chồng tự giải quyết với nhau là dễ, nhưng đôi khi có tác động từ ba mẹ thì nó cũng là một cái câu chuyện đi rất là xa. Đúng rồi. Phải cân chỉnh làm sao. Có một câu chuyện này nữa này, cũng cỡ một cái bạn Dung. Bạn Dung này tự comment cũng rất là hay này, cảm ơn Dung. Với một cái nhìn cũng rất là đa chiều và đứng về phía phụ nữ. Ăn Tết ở nhà nội, việc nhà nhiều vất vả mà quan niệm gia đình đổ hết lên đầu con dâu, nên ăn Tết ở nhà nội thôi thì thiệt thòi cho người phụ nữ quá. Đúng. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều vì một cái chia sẻ mà thấy được rằng là người phụ nữ ngày hôm nay cũng có rất là nhiều cái thiệt thòi. Mà thực ra cái thiệt thòi ngày hôm nay nó thật sự là nó còn đỡ hơn ngày xưa. Mai có một người, tại vì nhân sự của mình cũng khá là đông, nên đôi khi cũng được tâm sự, được nghe những cái tâm sự. Mai có thể chia sẻ với cả nhà. Chị kể rằng là khi lập gia đình rồi, lấy chồng là gia đình đông người lắm, anh em chồng rất là đông. Sáng dậy, thời điểm nó cũng còn khó khăn, sáng dậy sớm là đã phải bưng một thau nước. Đó là thời trước đó. Tại vì chị lớn hơn Mai, chị năm nay cũng phải 60-70 rồi, nói chung là cái thời trước là đã phải bưng chậu nước nóng chuẩn bị để cho mẹ chồng và bố chồng rửa mặt này kia. Rồi trong đó mình đã gà gáy là mình đã phải nấu cơm để cho nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong tinh tươm rồi là bắt đầu cả nhà cũng sẽ đi làm và mình cũng sẽ đi làm. Rồi chiều về là một thau đồ để mình có thể giặt giũ, rồi còn cơm nước cho con cái khi ngủ là bao giờ 10-11 giờ khuya. Mình bảo đúng là cuộc sống quá khổ. Nghe chị kể hết năm này và năm kia, nhưng mà bây giờ vì cái xã hội xung quanh ai cũng vậy, phụ nữ ai cũng vậy, nên mọi người xem như nó là bình thường và cố gắng cắn răng chịu đựng thôi. Nên tại sao mà ngày xưa người ta nói cái câu mà trai 30 tuổi hãy còn xoan, gái 30 tuổi vẫn đã toan về già, là bởi vì quá áp lực, quá vất vả, nó làm cho sắc xuân của người phụ nữ không còn được lâu dài như thế hệ ngày hôm nay. Nhưng mà đâu đó đúng là ngày hôm nay phụ nữ vẫn còn có cái gọi là trách nhiệm chu toàn giữa nội ngoại, và đặc biệt là khi mà phụ nữ lấy chồng rồi thì trách nhiệm với gia đình bên nội cũng rất là nhiều. Đó là lý do từ đầu Mai cũng đã có những chia sẻ, những chị em phụ nữ vào từ ngày lấy chồng đến giờ là không còn thấy mùa xuân đâu hết, bởi vì là tối mặt tối mày cho những công việc, cho những áp lực. Mà đúng là nếu như việc nhà vất vả mà quan niệm gia đình đổ hết trên người con dâu thì cũng quá áp lực. Nhưng mà may thay là bây giờ chúng ta có nhiều cái app lắm. Cái app để có thể gọi người giúp việc để đến hỗ trợ cho chúng ta. Hay là chúng ta có những cái công nghệ, ví dụ như là chúng ta lau nhà thì cũng có robot, rồi giặt đồ hay nấu cơm thì mọi thứ máy móc nó cũng hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Rồi Mai cũng còn sắm cả một cái robot nấu ăn nữa. Nói thì hơi xa, nhưng thực ra là cái nồi mình cũng sẽ phải làm một số việc, rồi mình bấm nút rồi nó cũng sẽ điều chỉnh đúng nhiệt độ, đúng lực quay để có thể xào nấu món ăn. Thì Mai cũng có cái đó, có nghĩa là Mai cũng là người thích thú với những công nghệ mới, thì mình cũng có thể áp dụng thử. Thì Mai thấy là cũng may mắn, nhưng mà đương nhiên nó cũng không phải là vấn đề mà ai cũng tiện để mà mua sắm sở hữu, nhưng ít nhất là chúng ta cũng có thể có giải pháp. Và Mai biết là bây giờ có những cái app mà có thể gọi người đến lau chùi cũng không đắt, hình như có mấy chục ngàn cho một giờ. Thì chúng ta cũng có thể nhờ những đơn vị chuyên nghiệp như vậy để hỗ trợ chúng ta trong việc mà dọn dẹp nhà cửa này kia. Còn nếu như ngày xưa thì chúng ta sẽ phải tự tay mà làm cắt củ kiệu. Mai đã cũng từng cắt củ kiệu rồi, trời ơi ngồi đau cả lưng, gãy cả xương xương, nghĩa là mệt lắm. Tại vì cái củ kiệu nhỏ nhỏ mới ngon, kiệu Huế đó, mà khi cắt thì cũng rất là vất vả, bởi vì nó từng chút
một chút để làm được một ký là trời ơi mờ mắt luôn. Nhưng bây giờ thì cũng có những cái đơn vị họ làm mà cũng khá là uy tín, thì chúng ta cũng thể lựa chọn để chúng ta bớt đi những cái áp lực. Ngày xưa thì phải đổ hết trên đầu phụ nữ, mà ngày hôm nay chúng ta có thể chia sẻ bớt ra với những cái app để kêu người giúp việc, hay là với những cái máy móc để hỗ trợ chúng ta. Vâng, cảm ơn chị Dung vì những cái câu hỏi rất là hay. Để có dịp để chúng ta sẽ cùng bàn luận nhiều hơn về những cái giải pháp như vậy. Thật sự là nãy giờ là nhận được rất nhiều những câu hỏi hay và thiết thực. Và tôi nghĩ là trong những cái series tiếp theo, những cái chuỗi tiếp theo á, mình sẽ có rất là nhiều những cái đề tài hay hết, để mình khai thác tiếp tục, để mình chia sẻ cho chị em phụ nữ nè, rồi cả cánh mày râu nữa, làm sao để mình có một cái phong cách sống nó hướng đến cái sự cân bằng và tốt hơn. Nhưng mà mày thấy sao, hình như là mọi người thấy Thuận đẹp trai thì nó thấy bao nhiêu câu comment là thấy Bình Thuận hết à? Không Bình mày, không giúp cho mày gì hết trơn à. Đây là mày đọc ở đây mà nãy giờ không đọc ở đây. Hoặc là có thể là nhiều người đồng quan điểm là làm gì làm vẫn ưu tiên cho nhà nội hơn. Ủa, thì tất nhiên, nhưng mà ít nhất là mày nghĩ là vẫn phải cân bằng thì nó sẽ vui hơn chứ, phải không ạ? Vậy là chuyến này là Thuận win chiến thắng. Không, cái đó mày chưa đồng ý. Mình phải đếm số nha. Cả nhà nếu mà đồng ý là Tết ở nhà nội thì bấm số 1, mà Tết thì ở nhà ngoại thì bấm số 2 nha. Để cuối cùng là cho mai được biết được rằng là cái quan điểm của mọi người như thế nào, để mình cũng có thể hiểu được rằng là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái suy nghĩ nó cũng khác biệt ra sao. Còn một cái câu hỏi nữa nè, Thuận đọc nè. Trên thì câu hỏi nữa ha. Có hai câu hỏi. Một câu hỏi tiếp theo là của bạn Hồng. Trời, bạn Hồng là bạn nữ, không biết có đứng về phía chị Thanh Mai không ha. Ở nhà nội phải khép nép, ý tứ giữ gìn. Lên cầu thang phải tính từng bước chân, cắt ớt làm nước mắm phải hỏi ý mẹ chồng. Cho dù ở đâu cũng phải làm việc nhà, thì ở nhà ngoại vẫn thoải mái nhất. Làm sai bị mẹ mắng cũng cười hi hi là xong. À đúng rồi. Thậm chí đâu, thực ra ở nhà nội á, mình nói vậy nói chứ xa, trừ trường hợp đặc biệt, chứ còn bảo sáng mà ngủ đến 8 giờ, 9 giờ là không dám đâu. Còn về nhà ngoại là thả ga, mà thậm chí là cũng không cần phải giờ xuống bếp, mà nhiều khi xuống dưới là mẹ đã hỏi con ơi con ăn gì chưa, à con ơi con ăn cái này cái kia không, mẹ đã chuẩn bị rồi nè. Nên nói chung là bao giờ cũng vậy, mẹ đẻ thì chúng ta có thể tha hồ dỗi hờn, tha hồ mà không cần phải ý tứ. Cái đó thì mẹ cũng hoàn toàn đồng ý, là bởi vì sao nữa, mẹ chồng là mình ở một cái tâm thế là mình sẽ cố gắng yêu thương mẹ, yêu thương như là mẹ đẻ của mình. Nhưng mà đối với mẹ đẻ chúng ta đâu cần cố gắng, vì tự nhiên là chúng ta đã gắn bó với mẹ đẻ của mình từ nhỏ lớn chắc chắn rồi. Cái chuyện đó là chuyện chúng ta khỏi nói rồi. Và chưa kể nữa là đối với mẹ chồng, có khi chúng ta hợp thì rất là quý, có khi mẹ chồng còn thương con dâu hơn là con ruột. Nhưng mà cũng có lúc á, chúng ta không phù hợp, thì lúc này thì chúng ta đòi hỏi chúng ta cũng phải có cái sự ngoại giao, cũng có sự khéo léo và có những cái khuôn phép nhất định để chúng ta có thể dĩ hòa vi quý được tất cả mọi chuyện. Thì Mai cũng đồng ý với lại chị Hồng là ở nhà nội thì sẽ phải khép nép ý tứ rất là nhiều, rồi chúng ta cũng nói chung là đi cầu thang, chúng ta ăn chúng ta cũng phải nhìn trước nhìn sau, rồi chúng ta cũng phải lo thấy mẹ chồng rửa bát là chúng ta cũng phải vào phụ với bác. Mà chuyện đó chuyện đương nhiên thôi, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta mệt quá, chúng ta đi làm về chúng ta quá là có một những cái ngày mà stress quá, thì chúng ta cũng phải dẹp tất cả những cái đó sau cánh cửa để chúng ta có thể có một cái chăm chút cho mẹ chồng, để tránh cái trường hợp mà hiểu lầm. Thành ra nó có những sự khác biệt rồi. Và thật sự là có quá nhiều câu hỏi của các bạn luôn. Nhưng mà em nghĩ là để mình thay đổi cái không khí một tí xíu đi. Bây giờ mình sẽ làm cái tình huống giả định trước khi mình trả lời những câu hỏi tiếp theo của các bạn. Còn riêng thì các bạn, anh chị đang theo dõi livestream này vẫn tiếp tục chia sẻ cái quan điểm của mình đi ha. Để xem là về phía Thuận hay là về phía chị Thanh Mai. Nghĩa là về phía Tết là nhà chồng hơn hay là hay là phụ nữ chúng ta sẽ ăn Tết ở nhà ngoại nha. Cả nhà nhớ cho mày biết cái quan điểm của mình, và có những cái phần quà dành cho cả nhà mình nếu như ai comment tích cực cũng như là like share nha. Bây giờ thì Thuận có một cái tình huống giả định ha. Chị Thanh đã lập gia đình được hơn 5 năm rồi. Đó thì cái Tết ngày hôm nay thì chị năm nay thì chị muốn về nhà ngoại để ăn Tết. Tuy nhiên thì gia đình chồng phản ứng gay gắt, nghĩa là làm gì làm thì 3 ngày Tết phải chu toàn cái việc ở gia đình chồng. Còn người chồng thì nói là nếu mà muốn đi thì là vợ tự đi, còn con thì để lại. Đó thì hay để mình có tình huống, nhưng mà mình sẽ có hai phần ha. Đầu tiên là cái người phụ nữ này họ sẽ xử lý như thế nào với gia đình chồng.
để nó ổn thỏa. Rồi tình huống thứ hai là nói chuyện với chồng làm sao thuyết phục để mà mọi thứ nó êm đềm, để mình vẫn giữ cái quan điểm là mình đi về nhà ngoại. À, tình huống này nó hơi khó hả chị? Khó ha. Nhưng mà thực sự ra mày nói cái gì cái nói bao giờ cũng vậy. Cái vai trò, cái vị trí của người phụ nữ quan trọng lắm. Mày kể một câu chuyện cho cả nhà cũng như là Thận cùng nghe nha. Nghĩa là mày có một người bác và một người quen. Bác này có hai người con dâu. Một người con dâu á, có thể là vì cũng xinh đẹp, cũng thông minh, nhưng mà vì có thể là chưa có may mắn nên chưa có một cơ hội phát triển nhiều. Và có một người con dâu còn lại thì làm giám đốc một công ty. Nên cái cách bác cư xử với hai con dâu có cái sự khác biệt. Mình nói như đây chắc là mọi người cũng có thể mừng tượng được là đương nhiên bác cũng không phải là người quá quắt đâu, bác cũng tốt thôi. Nhưng mà tự dưng một người con dâu mà khi mà không chưa được thành công lắm và chưa phải là cái người mà vững trong vấn đề kinh tế trong gia đình, và thì đương nhiên người con dâu đó cũng sẽ phải làm những công việc nhà nhiều hơn. Mà còn người con dâu thứ hai, bởi vì họ bận rộn làm việc nhưng mà đồng thời là họ cũng rất là biết cư xử, họ cũng biết có những cái quà cáp, rồi đồng thời nữa là họ cũng có cái đóng góp trong gia đình ở cái mức rất cao, thậm chí coi như là những cái chuyện cơm áo gạo tiền họ không cần quan tâm nữa, thì đương nhiên người mẹ chồng lại có cái sự gọi là có những cái mềm mỏng hơn với người con dâu thứ hai. Thực ra nói vậy không phải là vì người mẹ chồng là hoàn toàn về tiền bạc đâu, nhưng mà nói về cảm xúc. Vì một người mà lúc nào cũng lâu lâu mua cho mẹ cái tấm áo, rồi mua cho mẹ ít quà cáp, hay là mua cho mẹ ít yến để ăn cho bổ, hay là cho hộp sâm, khi cái nhận đó thôi là mình cũng thấy cái lòng mình nó cũng mềm lại. Nghĩa là tự nhiên cái tình cảm nó cũng sẽ có cái khác. Còn cái người con dâu thứ nhất á, vì cái điều kiện của chị đó không có được thoải mái lắm nên chị cũng không có được xông xênh. Nhưng mà bù lại thì chị lại, nhưng mà có cái là chị lại, vì chính vì là chị mẹ mặc cảm, chị lại không ít khi chị bộc lộ cái cảm xúc nó ra. Thế đâm ra cuối cùng là cái sự thiên kiến nó có, mình thấy nó có giữa hai người. Thì quay trở lại cái vấn đề ở đây á, thì mày vẫn tin rằng chị em phụ nữ chúng ta, nếu chúng ta muốn có tiếng nói trong gia đình thì chúng ta cũng có, nên có tiếng nói của xã hội, chúng ta nên có cái vị trí. Thì khi đó chúng ta sẽ luôn luôn sẽ, vì khi mà chúng ta phóng khoáng, chúng ta làm việc ở ngoài đời, chúng ta có những cái thành công, chúng ta có những cái năng lượng tích cực nhất định, thì chúng ta sẽ truyền năng lượng tích cực đó cho người thân của mình, và như vậy mọi người mọi chuyện nó cũng sẽ gọi là phiên phiến được, mọi người cũng sẽ dễ chấp nhận được. Nên cuối cùng làm gì thì làm, muốn cho chồng tôn trọng mình, muốn cho mọi người xung quanh tôn trọng mình, và các em nhỏ trong gia đình ngưỡng mộ mình, thì mình cũng phải là người gọi là có một chút thành đạt gì đó. Đó là quan điểm của Mai. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ dễ gọi là giải quyết được nhiều vấn đề. Ví dụ như vấn đề người chồng muốn chúng ta ở 3 ngày Tết là để chu toàn mọi chuyện sạch sẽ, gọn gàng, vân vân và vân vân. Nhưng nếu như chúng ta có thể có khả năng để chúng ta có được những cái người giúp cho chúng ta hay là hỗ trợ chúng ta, thì cái vấn đề đó, cái trách nhiệm đó chúng ta coi như giải quyết xong. Rồi hoặc là chúng ta về vấn đề kinh tế trong gia đình, chúng ta lo được mọi thứ một cách chu toàn với cái sự tình cảm, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta có thể tiền mua được mọi thứ. Nhưng mà cộng cả người ta vào của cho, mà cách cho cả những cái cách mà chúng ta cư xử tiếp xúc nữa, thì Mai nghĩ rằng là chúng ta phải thuyết phục bằng những cái cách như vậy, thì may ra chúng ta mới có thể gọi là làm cho mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Nhưng mọi người sẽ đặt câu hỏi lại, tại sao phụ nữ chúng ta phải làm như vậy? Đương nhiên nếu chúng ta sống riêng thì mà chúng ta có điều kiện sống riêng thì cái đó là theo Mai nghĩ đây cũng là trào lưu hiện giờ, và Mai cũng vậy, Mai cũng thích là sống cuộc sống riêng hơn là sống chung với lại những người khác nữa, bởi vì mỗi người có một quan điểm, một sở thích khác nhau, chưa chắc gì đã có thể chung đụng lại với nhau mà không gây va chạm. Nhưng mà dù sao mình cũng nghĩ rằng mình lấy chồng, có nghĩa là mình cũng không chỉ biết đến ông chồng của mình mà biết đến cả những cái người thân gia đình xung quanh người chồng đó của mình, để mình làm sao mà dĩ hòa vi quý. Đương nhiên lời khuyên thì cũng rất là khó, nhưng mà bởi vì có lẽ là may ở một cái vị trí mà ở cái tuổi của mình, cũng như là mình cũng may mắn là lúc nào mình cũng gọi là cái người mà gọi là cũng có thể lo được cho mọi người khác một cách thoải mái, nên mọi người khác cũng hay nhìn mình với con mắt là dịu dàng hơn, nên mình cũng bị khó, mình cũng không bị những cái chuyện gọi là phức tạp, căng thẳng. Còn nếu như chị câu hỏi mà Thuận vừa hỏi Mai, mà nếu như
đặt Mai ở như những người khác thì chắc là Mai cũng sẽ khó lắm chứ không phải là dễ. Mai chỉ nó biết được rằng là làm gì thì làm, mình cũng vẫn phải luôn hoàn thiện bản thân mình để mình có một cái vị trí trong xã hội để cho mọi người tôn trọng mình, trong đó cả xã hội và cả những người xung quanh. Bây giờ như vậy, bởi vì Mai nó thiệt sự là đời này Mai cũng ít khi bị phải năn nỉ lắm. Cả nhà cũng hỗ trợ Mai tìm những cái câu nào đó mà để cho làm đẹp lòng. Tại vì Thuận sẽ đóng vai là ba chồng, còn trước. Mai là đóng vai cô con dâu. Để làm sao mà cô con dâu thuyết phục ba chồng, để vì nhiều năm rồi ăn Tết ở nhà chồng, và bây giờ năm nay là cô con dâu muốn là ăn Tết ở nhà ngoại, là bởi vì nhà ngoại rất là xa, không phải trong thành phố. Trong thành phố thì có thể là mùng 1 Tết bên ngoại, mùng 2 Tết nội, nhưng mà bên ngoại lại ở phía Bắc cơ. Thế nên mình chúng ta phải bay ra phía Bắc để chúng ta ăn Tết ngoại. Đó, thì coi như là câu chuyện giả định như vậy, dạ, đúng không? Dạ, giả định như vậy. Không nhận ba biên tập. Ba biên tập làm khó, làm khó nhau. Rồi làm bây khó. Giờ bây dạ. giờ mong là mọi người giúp đỡ Mai nha. Mai sẽ nhìn điện thoại liên tục để xem mọi người có hỗ trợ Mai không được đây. Rồi. Rồi bây giờ giả định Thuận sẽ là ba chồng ha. Ba chồng rồi. Năm nay là Tết vẫn sẽ ở gia đình chồng. Rồi con trang hoàng mọi thứ đến đâu rồi? À, con luôn hả? Rồi con luôn. Rồi thì đâu đó hết rồi ba. Coi như là nhà cửa sạch sẽ tinh tươm hết rồi. Con còn gọi mấy cái app đấy, người ta lau chùi nhà cửa rồi. Cái chăn mền của ba thì con cũng giặt giũ đàng hoàng rồi. Vỏ gối, vỏ ghế, đợt trước là con thấy nó sần, nó cũng hơi sần rồi, con thay hết hoàn toàn mới. Rồi đồng thời nữa là những cái thuốc bổ cho ba, rồi ngâm rượu, ngâm rắn gì đó, rồi ngâm thuốc là con cũng đã lau chùi sạch sẽ, con đã bưng ra ngoài hết rồi để mà cho nó, để cho tiện cho ba sử dụng. Rồi bánh chưng, bánh tét là con cũng lo đâu hết rồi. Thì thôi năm nay Tết hết, ba cho con về ăn ngoại từ mấy năm rồi, nhà con chưa có bao giờ mà được về thăm Tết bên ngoại. Thành ra bên ngoại rồi cũng cứ nhắc rồi nhớ các cháu nữa ha ba ha. Thì nhưng mà nhà mình hồi xưa tới giờ là mọi khách đến nhà chúc Tết mùng 1 thì ít nhất là con với lại chồng con với lại mấy đứa nhỏ cũng phải ở đây ăn Tết như mọi năm. Muốn về thì sau 3 ngày Tết thì về. Dạ, tại vì năm nay vậy nè ba. Năm nay là bên ngoại con là có thằng út, nó ở quê nước ngoài nó mới về. Thành thử ra là mà nó về được cũng có mấy ngày thôi. Rồi sau đó em lại phải qua bên kia để tiếp tục học và làm việc nữa. Thành thử ra là ba có thể cho phép vợ chồng con được là năm nay được ăn Tết bên ngoại. Nhưng mà bù lại là tụi con sẽ, sau đó là tụi con về là chúng ta đã định tổ chức một cái chuyến đi du lịch, mời ba đi. Chúng ta sẽ đưa ba đến một cái nơi này là nghỉ dưỡng ở Bình Châu á ba. Được, nhưng mà người ba này phải giữ vững lập trường. Khó đến tận cùng, dễ siêu lòng như vậy được. Nhưng mà ba thấy không có hợp lý. Tại vì ba có một thằng con trai mà Tết này người ta đến nhà mình, không có con trai, không có con dâu, không có ai. Có hai ông bà già ở nhà, mặt mũi gia đình mình để đâu. Rồi khách khứa làm ăn rồi mọi thứ người ta thắc mắc rồi, cái vị thế của ba đó, không có được. Ba thấy cái con nói là không có ổn. Em ba không có sắp xếp như vậy. Dạ, hay là con tính vậy ba coi được không nha. Ví dụ như hôm nay là 23 phải không? Ông Táo về trời thì khoảng độ là chừng mấy bữa nữa con làm cái bữa tiệc nho nhỏ, rồi con mời bạn bè khách khứa của ba coi như đến, mình làm cái bữa tiệc, mình ăn cơm với nhau, mình cũng cùng vui vầy quây quần bên nhau. Rồi sau đó là coi như là mình cũng, thay vì là ba phải tiếp đón lắt nhắt trong 3 ngày Tết rồi mệt ba, thì coi như mình đón lần trong ngày đó, rồi tụi con sẽ đứng ra lo lắng hết. Ba cũng chỉ việc ra rồi coi như có một chút rượu bổ của ba, ba mời mọi người đó, rồi ba cũng chúc sức khỏe với mọi người, rồi mọi người cũng chúc phúc với ba. Là qua thấy vậy tiện không? Rồi có 3 ngày Tết rồi ba có thể là ba được thư giãn nghỉ ngơi. Chứ bây giờ Tết mà bây giờ ba còn lại phải lo đủ thứ, tiếp khách rồi lo ngoại giao nữa cũng hơi vất vả cho ba. Ba thấy con tính vậy được không? Rồi bắt đầu mùng 4 tụi con về, tụi con đưa ba đi
đi Bình Châu với lại má, là đi tắm khoáng nóng ở đó tốt cho sức khỏe, rồi đồng ở đó là cũng nhiều đồ ăn ngon nữa, có cả hải sản nè, rồi có cả những cái món ba ưng để con, ví dụ như là heo rừng nướng ba ưng con sẽ rồi lẩu dê nữa, chỗ đó ngon dữ lắm. Con sẽ lo cho ba để cho ba được khỏe, được vui. Ba thấy làm sao ba? Thì ba thấy là bay phân tích cũng có lý đó. Ok, cứ tổ chức trước đi, mời đối tác gì đó và bạn bè gì đến mà cận Tết rồi. Tết thì hai vợ chồng bay cứ về Nghệ An đi. Cảm ơn ba rất là nhiều. Rồi, hát ba nha cả nhà. Thực sự cái nghe cái sự chia sẻ của chị Thanh Mai rồi nghĩ rằng là bất cứ ông già chồng nào nghe cũng cảm thấy là rất là mát ruột. Tất nhiên là vẽ hết những cái chiến lược làm sao mà nó ổn thỏa mọi thứ, rất là thuyết phục luôn. Thì đúng rồi, mình cũng nghĩ cố gắng làm sao mà cho ba vui, mà cho mình cũng được việc, mà để nhà ngoại cũng được vui. Đó thì thực ra Mai mới thấy là phụ nữ chúng ta cũng rất là khó ha. Đâu có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn gì đâu, mà chúng ta luôn là theo là người khác nghĩ gì, người khác muốn gì, để thấy được rằng là phụ nữ Việt Nam mình là số 1. Thật ra cánh mày râu mình á, mà gọi là than phiền vì vợ của mình thì hãy nhìn lại. Bởi vì thực ra đối với quan điểm của Mai, những người bạn bè nước ngoài của Mai đều cho rằng là phụ nữ Việt Nam chúng ta rất là xinh đẹp. Vì nhiều quốc gia họ nổi tiếng về phẫu thuật thôi, chứ còn chúng ta là đẹp tự nhiên rất là nhiều. Không tin nó, đi vô cái nhà trẻ thấy các bé nhỏ mắt to đùng mà mặt dễ thương, mà đi qua những cái nước mà thôi không nhắm mấy tên nữa, như mắt người ta một mí là thấy mấy đứa nít là mắt chúng ta cũng dễ thương, nhưng mà kiểu sẽ không có được to tròn, không có như người Việt Nam chúng ta. Cái này thuận đồng ý nha. Đó, đúng không? Coi như là mình tính 5 tuổi đi, chứ mà tính hai mươi mấy tuổi sửa hết rồi không tính được, cái đó không tính được. Nhưng mà để thấy được rằng là phụ nữ Việt Nam, người Việt Nam chúng ta rất là xinh đẹp. Mà chưa kể là chịu thương, chịu khó, mà rất là gọi là chiều gia đình, chiều mọi người. Phải nói là phụ nữ Việt Nam kết luận chốt một câu là số 1. Đúng là thực sự là Thuận cũng có cơ hội đi rất là nhiều nước du lịch rồi và đi công tác nữa, thì Thuận thấy đúng là phụ nữ Việt Nam của mình rất đẹp, đẹp tự nhiên, không chỉ đẹp về hình thể bên ngoài mà còn đẹp ở bên trong tâm hồn nữa. Thực sự dễ thương nha, dễ thương quá, mà lo cho người khác. Rồi bây giờ đến lượt Thuận làm vai Thuận nghĩ là nếu như mà ba chồng khó tính như vậy mà đồng ý rồi thì thôi ông chồng ông cũng luôn cho rồi đi. Phải vậy chứ, trời ơi. Bây giờ cái tình huống 2 cũng khá là căng nè, mà Thuận nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều người sẽ đang gặp phải cái tình trạng này khi mà đang theo dõi livestream nè. Sẽ giống tình huống của rất là nhiều người đây. Đó chính là cái câu chuyện mà ví dụ như là ngày 20, tình huống cho được tiếp theo ha. Là ngày 28 Tết thì người vợ đang tất bật gọi là trang hoàng nhà cửa, rồi đó là việc bếp núc, rồi chuẩn bị cho ba ngày Tết rất là nhiều. Còn người đàn ông thì hơi vô tâm một chút, người chồng hơi vô tâm một chút thì có hẹn với bạn bè. Đó, không có quan tâm cái việc nhà cửa. Thì trong cái trường hợp này đó, chị Mai hóa thân vào người vợ thì chị sẽ có cái điều chia sẻ hoặc là nói gì với chồng của mình để cho chồng mình sẽ cùng nỗ lực làm với mình đó, phải đúng không? Đúng rồi, thay vì là ông chồng ông vô tâm, ông chỉ lo gặp gỡ rồi giao lưu rồi đó. Bây giờ trong nhà chúng ta sẽ cần phải dọn dẹp này, rồi cần phải là thay lại cái máy lạnh remote này, sửa lại cái đồng hồ bị hết pin này, rồi cái cân nó cũng có vấn đề này, rồi có chẳng hạn như chúng ta cần có cái đèn trước ngõ để cho nó sáng sủa một tí, cũng như là mua chậu mai, mua một ít hoa ly để trưng trong nhà, cũng như là sắm sửa gà. Mua gà, mua bánh chưng Tết thì bây giờ em liệt kê ra là khoảng độ 10-20 việc. Thế thì anh thấy là cái việc nào anh thích làm, anh chọn 10, còn em sẽ chọn 10 việc còn lại để cho chúng ta cùng chia nhau ra, để như vậy là chúng ta cùng kịp. Chứ bây giờ 28 Tết rồi, một mình em làm 20 việc không có sao hết, nhưng vấn đề sợ không kịp, rồi sợ là cập rập quá, rồi đâm ra là cái Tết này chúng ta cũng không được chu toàn. Nhưng mà hôm nay là anh có hẹn với lại đồng nghiệp của anh, phải gọi là tất niên. Anh nói chung những việc mà em liệt kê á, anh sẽ làm, nhưng mà để 29-30 gì đó đi, hôm nay anh bận lắm, anh không gặp bạn anh là không được.
Dạ anh phải đi. À, không biết là anh hẹn bạn mấy giờ đến mấy giờ? Bây giờ là anh đi là tới tối, tối lắm, tầm 10, 11 giờ. Tại vì gặp mặt anh em cuối năm mà nhậu nhẹt, anh đâu có biết được là bao giờ về được đâu. Thì thực ra thì anh có thể gặp bạn bè không sao hết. Người ta nói cái câu là tứ hải giai huynh đệ, đàn ông là ngoại giao, bạn bè vui vẻ với bạn bè không sao hết. Nhưng bây giờ vẫn có 20 việc thì anh chọn 10 việc nào đi, rồi hoặc là thôi anh chọn 9 việc cũng được, rồi em cán đáng 11 việc còn lại anh chọn đi, rồi hôm nay anh bận rồi ngày mai anh làm. Nhưng mà sẽ hơi cập rập một chút quá nha, nên anh cũng phải cố gắng làm sao mà thu xếp để đảm bảo được rằng là Tết là chúng ta không có bị những cái việc mà nước đến chân mới chạy đâu. Mấy cái việc mà em đưa cho anh đọc anh thấy nó cũng đơn giản mà em tự làm cũng được đi. Mấy cái Tết em ở nhà em đâu có làm gì, còn anh thì anh bận lắm, anh phải gặp gỡ bạn bè. Giống em nói đó, tứ hải giai huynh đệ, anh phải đi giao lưu. Thế tôi cũng được, nhưng mà 10 cái việc của anh nếu mà anh không làm được thì anh có thể anh thuê đi, anh thuê ai đó phụ anh đi. Với cái ngân sách em nghĩ là nó cũng sẽ khoảng độ 10 triệu á, thì anh cũng có, nếu mà anh có anh chuẩn bị để anh thuê để có thể có cái ngân sách như vậy để có người giúp cho anh. Nhưng mà mấy cái này thì anh thấy nó không nhất thiết phải thuê đâu. Cứ ngân sách mình tiết kiệm một chút đi. Thì em cố gắng coi em làm được cái gì thì em làm. Tôi dẹp chồng đi. Tôi dẹp luôn. Bỏ luôn hả? Ông chồng về cái gì? Cả nhà thấy không? Thấy cái nó vô lý không? Tôi dẹp. Ban biên tập ở trong Xi Nhan Thuận nói là khó lên, tăng độ khó lên. Chứ thực ra là em đó, nếu là em là trường hợp chồng vợ em nói câu này là em mũi lòng ngay từ câu đầu tiên rồi. Dẹp đi chứ là cái bà biên tập bà nói là phải làm khó lên, tăng độ khó lên. Tự nhiên cái bà danh tới là tới chung, nhà là nhà chung, anh chung mà mất gì. Ông chồng vô lý à. Vô lý dẹp đó. Không đùi thôi, nhưng mà nói chung á, nếu mà giả sử như nhưng mà nhiều khi quá, ở ngoài là có những ông chồng như vậy nha chị, không phải là không có, không có chứ không phải là không. Thực ra cái này là chúng ta cũng phải rất là chia sẻ với chị em phụ nữ, nếu mà gặp phải những cánh mì râu vậy, không lẽ hở tí là bỏ đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải cố, nhưng mà cố đến lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy không thể thay đổi được nữa thì lúc đó chúng ta sẽ cũng sẽ phải có một cái quyết sách gọi là hơi cứng rắn hơn. Nhưng mà theo bản thân Mai, giả sử như trong trường hợp này á, thì mình vẫn cứ giao cho ông chồng những cái việc đó và có cái hạn là trước Tết là mọi thứ phải chu toàn, còn chuyện đó muốn làm gì cũng làm, có thể đi gặp gỡ bạn bè thoải mái, hoặc là vậy bạn tốt lắm phải không, có thể nhờ bạn phụ mình tí được không. Bây giờ có 9-10 việc đó, bây giờ một mình anh sẽ làm 10 việc, bây giờ bạn quá thân mà thì nhờ một người nữa hoặc hai người nữa thì mỗi người còn có 3 việc, rất là lẹ. Như vậy là anh có thể tha hồ có thời gian với bạn bè mà bạn bè cũng thấy vui, vì dù sao đến nơi cũng đỡ được cho anh, để anh được chơi, được nhậu với họ nhiều hơn. Đó thì cũng có thể là mình có cái lời khuyên như vậy. Còn nếu giả sử như ông cứ khăng khăng nữa thì thôi, lúc đó là mình sẽ phải có những cái dẹp. Yeah. Thực sự là qua những cái chia sẻ hôm nay của chị Thanh Mai với tất cả các anh chị đang theo dõi cái livestream này với chủ đề là phụ nữ với Tết cổ truyền, thì chúng ta cũng có những cái góc nhìn khác nhau, góc nhìn đa chiều đi, từ cánh mày râu rồi từ chị em phụ nữ. Thì qua đó tôi nghĩ nó sẽ là chủ đề rất là hay để mọi người có thể là có được những cái giải pháp cho bản thân của mình, để mình có thể cân chỉnh làm sao mà mình có thể trọn vẹn được hết trong những ngày Tết này. Đúng rồi. Rồi mình có những kế hoạch chu toàn hơn. Mai cảm ơn rất là nhiều vì là tất cả các anh chị cũng đã ngồi xem cái livestream của Mai cũng như là Thuận, cùng trò chuyện vui vui một chút trong những cái dịp hối hả cuối năm mà chúng ta cùng lắng động, cùng vui một chút để chúng ta cùng xem lại và cùng ngẫm về cái Tết sắp tới của mình. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn Thuận, cảm ơn mọi người biên tập đã có một cái dàn dựng rất là thú vị. Và đặc biệt là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này, và chúc cho cả nhà chúng ta còn mấy bữa nữa Tết rồi là chúng ta sẽ thật sự là chúng ta chuẩn bị thật là tốt, mọi thứ suôn sẻ để chúng ta có một cái Tết thật là vui, đầm ấm với người thân yêu của mình. Cảm ơn em nhé, và chúng ta cùng chào cả nhà chị nhé. Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và cả có rất nhiều cánh mày râu đàn ông vẫn xem, phụ nữ vẫn xem nè. Và Thuận tin chắc là những cái series tiếp theo của chị Thanh Mai sẽ lại tiếp tục thu hút mọi người cùng tham gia, để mình chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình, để từ đó mình có nhiều góc nhìn hơn trong cuộc sống, để mình hướng đến những điều tốt đẹp và tích cực, và lan tỏa những cái giá trị tinh thần nhân văn đến nhiều người hơn nữa. Yes. Và chúc mọi người một chuẩn bị có một cái năm mới Tết Quý Mão nhiều sức khỏe, sung túc và hạnh phúc cả năm nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chào cả nhà.